Sách Sử ký thứ nhì, chương một. Salomon, con trai David, được vững bền trong nước mình. Giê-hô-va Đức Chúa trời người, ở cùng người và làm cho người rất thịnh vượng. Salomon truyền bảo cả Israel, các quan tướng ngàn người và trăm người, các quan xét và hết thảy các trưởng trong Israel là các trưởng tộc phải đến. Đoạn. Salomon và cả hội chúng đều đi lên nơi cao tại Gabaon, vì ở đó có hội mạc của Đức Chúa Trời mà môi xe tôi tớ của Đức Giê-hô-va đã làm nơi đồng vắng. Nhưng David đã rước hòm Đức Chúa Trời từ Kiriak giê arim lên đến nơi người đã dọn sẵn cho hòm, vì người đã dựng cho hòm ấy một cái trại tại Jerusalem. Và ở trước đền tạm của Đức Giê-hô-va có bàn thờ đồng mà Bê-sa-lê-ên con trai Uri cháu Hurơ đã làm. Salomon và hội chúng đều đến nơi đó. Salomon bèn lên đến bàn thờ bằng đồng đặt ở trước mặt Đức Giê-hô-va tại hội mạc và dâng một ngàn của lễ thiêu trên bàn thờ ấy. Chánh đêm ấy, Đức Chúa trời hiện đến cùng Salomon mà phán rằng: Ngươi muốn ta ban cho điều gì, hãy xin đi. Salomon thưa cùng đức chúa trời rằng chúa đã ban ơn rộng cho david cha tôi và đã đặt tôi làm vua thế cho người lại jehovah đức chúa trời bây giờ nguyện cho lời chúa hứa cùng david cha tôi được ứng nghiệm vì chúa đã lập tôi lên làm vua dân sự này đông như bụi đất vậy xin chúa ban cho tôi sự khôn ngoan và tri thức để tôi ra vào trước mặt dân sự này vì ai dễ xét đoán được dân của Chúa rất đông dường kia? Đức Chúa Trời phán với Salomon rằng, Ta đã lập ngươi làm vua dân sự ta. Và vì ngươi có lòng như vậy, không có cầu xin sự giàu có của cải tôn vinh hay là mạng sống của những kẻ ghen ghét ngươi, và cũng chẳng có xin sự sống lâu, nhưng lại cầu xin sự khôn ngoan và tri thức cho mình để xét đoán dân sự ta nên ta đã ban sự khôn ngoan và tri thức cho ngươi. Ta lại sẽ ban cho ngươi sự giàu có của cải tôn vinh, đến đổi các vua trước ngươi không hề có như vậy, và sau ngươi cũng sẽ chẳng có vua nào được như thế. Đoạn Salomon từ nơi cao tại Gabaon ở trước hội mạc trở về Jerusalem và người cai trị Israel. Salomon nhóm những xe và lính kỵ được 1.400 cổ xe và 12.000 lính kỵ, người để nó trong thành chứa xe và gần nơi vua tại Jerusalem. Vua làm cho bạc vàng trong Jerusalem ra thường như đá sỏi và cây bá hương nhiều như cây sung nơi đồng bằng. Con ngựa của Salomon đều từ Egypto mà ra. Các con buôn của vua đi lãnh mua nó từng bầy, mỗi bầy theo giá nhất định. Người ta từ xứ Egypto Mua đem lên một cái xe giá 600 siết lơ bạc, còn một con ngựa giá 150 siết lơ. Các vua dân Hê-tít và vua Syri cũng theo giá ấy nhờ những con buông của vua mà mua về. Chương 2 Vã Salomon định cất một cái đền cho danh Đức Giê-hô-va và một cái cung cho nước mình. Salomon bằng lựa 7 vạn người bưng gánh, 8 vạn người thợ đẻo đá trên núi và sáu trăm người đốc công. Salomon sai đến Hiram vua Ti-rơ, mà nói rằng Vua đã hậu đãi David cha tôi cung cấp cây bá hương cho người đặng cất cái cung để người ở. Xin vua cũng hãy đãi tôi như thế. Này, tôi toan cất một đền cho danh Jehovah Đức Chúa Trời tôi. Biệt đền ấy riêng ra thánh cho Ngài. Đặng sông nhũ hương trước mặt Ngài. Bày bánh trần thiết luôn luôn. Dân của lễ thiêu về buổi sáng và về buổi chiều hoặc trong ngày Sa-bát, ngày mùng một, hay là trong những ngày lễ định của Giê-hô-va Đức Chúa trời chúng tôi. Điều đó vốn là một lễ định cho Israel đến đời đời. Đức Chúa trời chúng tôi vốn cao sang, vượt qua hết các thần, nên cái đền tôi toan cất sẽ nguy nga. Chớ thì ai có sức xây cất cho Chúa một cái đền? Vì trời và đến đổi trời của các tường trời còn chẳng chứa Ngài được thay. Vậy tôi là ai mà cất được một cái đền cho Chúa? Cất nó chẳng qua là để sông hương tại trước mặt Ngài đó thôi. Vậy bây giờ, vua hãy sai đến cùng tôi một người giỏi về nghề chế đồ vàng, bạc, đồng, sắt, thạo dệt bằng chỉ tím, đỏ và xanh, cùng biết chạm chỗ đủ nghề để làm việc với những người tài giỏi ở bên tôi, tại Juda và Jerusalem mà David cha tôi đã sắm sẵn. Cũng hãy lấy ở Liban gỗ bá hương, gỗ tòng, và gỗ bạch đàn hương mà gửi đến cho tôi vì tôi vẫn biết rằng các tôi tớ vua đều thạo đốn cây trên ly ban. này các tôi tớ tôi cũng sẽ giúp đỡ các tôi tớ vua đặng lo đốn sắm sửa cây gỗ cho nhiều vì cái đền mà tôi toàn cất sẽ nguy nga lạ kỳ tôi sẽ cấp cho các tôi tớ vua là những kẻ đốn cây hai vạn cô rơ lúa miếng giả rồi hai vạn cô rơ lúa mạch hai vạn bát rượu và hai vạn bác dầu. Hiram, vua Tyre, bèn viết thư gửi cho Salomon mà rằng, Vì cớ Đức Giê-hô-va yêu thương dân sự mình, nên Ngài đã lập vua làm vua trên chúng. Hiram lại nói, Ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel là đấng dựng nên trời đất, vì Ngài đã ban cho vua David một con trai khôn ngoan, dễ dạc, thông minh, để cất một cái đền cho Ngài và một cái cung cho nước người. Bây giờ, tôi sai đến cho vua một người khéo, có trí thông sáng là Huram Abi, con trai của người đàn bà về chi phái đan, cha người là dân Tirơ. Người giỏi về nghề chế đồ vàng, bạc, đồng sắt, đá và gỗ, thạo dệt chỉ tím xanh và đỏ sậm, cùng chỉ gai trắng xe mịn. Cũng biết làm các thứ chạm trổ và tạo ra đủ thứ vật xảo mà người ta sẽ biểu nó làm. Nó sẽ làm việc với những thợ khéo của thân phụ vua là David chúa tôi. Vậy bây giờ, xin Chúa tôi hãy gửi cho các tôi tới Chúa lúa miếng, lúa mạch, dầu và rượu mà Chúa tôi đã nói đến. Còn chúng tôi sẽ đốn gỗ tại trên ly bang theo số bao nhiêu vua cần dùng, rồi kết thành bè, đem ra biển đến Gia Phô. Đoạn vua sẽ chở lên Jerusalem. Salomon bèn điểm soát các người ngoại quốc ở trong nước Israel tùy theo số David cha người đã điểm soát, thấy được 15 vạn 3.600 người. Trong số đó, người đặt bảy vạn người làm kẻ khiên gánh, tám vạn người đẻo đá trên núi và ba ngàn sáu trăm người đốc công đặng sai khiến dân chúng làm việc. Chương 3 Salomon khởi cất đền Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem trên núi Moria là nơi Đức Giê-hô-va đã hiện ra cùng David cha người tại trên chỗ mà David đã dọn, tức là trong sân đạp lúa của Ọt-nan người Jebusit. Salomon khởi xây cất nhằm ngày mùng 2 tháng 2, năm thứ tư đời người trị vì. Này là nền Salomon đã lập đẳng cất đền của Đức Chúa Trời. Bề dài theo thước xưa là 60 thước và bề ngang 20 thước. Hiên cửa ở phía trước bề dài 20 thước y như bề ngang của đền vậy và bề cao 120 thước. Người bọc bề trong bằng vàng rồng. Cái vách đền lớn người lợp bằng gỗ bá hương và bọc vàng ròng, chạm hình cây trà là và dây xích ở trên. Người lót đền bằng đá quý đặng trang sức nó, vàng là vàng phạt va im. Người lại bọc vàng cái đền, mè, ngạch cửa, vách và cửa của đền, còn trên vách thì chạm hình chia rubim. Người cũng làm nơi chí thánh, bề dài 20 thước, y như bề ngang của đền, và bề ngang cũng hai mươi thước. Người bọc nơi ấy bằng vàng rồng, vàng dùng, cộng đặng sáu trăm ta lân. Những đinh vàng cân nặng năm mươi siết lơ, người cũng bọc vàng các phòng cao. Tại trong nơi chí thánh, người làm hai cherubim, cứ phép trổ tượng rồi bọc vàng. Bốn cánh của hai cherubim dài hai mươi thước. Cánh này của cherubim bên hữu dài năm thước, đụng đến vách đền, còn cánh kia cũng dài năm thước và đụng cánh của Cherubim bên tả. Cánh này của Cherubim về bên tả dài năm thước và đụng đến vách đền, còn cánh kia cũng dài năm thước, tiếp giáp với cánh Cherubim về bên hữu. Các cánh của hai Cherubim đều xè ra, cộng dài 20 thước. Hai Cherubim đứng thẳng chân lên, ngảnh mặt hướng về nơi thánh người lại chế bức màn bằng chỉ màu xanh, màu tím, màu đỏ sậm, cùng chỉ gai xe mịn, rồi ở trên theo hình cherubim. Đằng trước đền, người xây hai cây trụ, bề cao 35 thước, đầu trụ ở trên chót hai trụ được 5 thước. Người lại làm dây xích giống như dây xích trong nơi chí thánh để trên chót trụ, rồi làm 100 trái lựu mà gắn nơi dây xích ấy. Người dựng hai trụ đó ở trước đền thờ cây này bên Hữu cây kia bên tả đặt tên cây bên Hữu là gia kim và cây bên tả là ách chương 4 người lại làm một cái bàn thờ đồng bề dài 20 thước bề ngang 20 thước và bề cao 10 thước người làm một cái biển đúc từ mép này qua mép kia được 10 thước tròn tứ vi, và cao 5 thước, một sợi dây dài 30 thước vấn chung quanh nó. Ở dưới vòng chung quanh biển có hình giống con bò, mỗi thước 10 con làm hai hàng đúc một lượt với biển. Biển để kê trên 12 tượng con bò, ba con xây về hướng bắc, ba con xây về hướng tây, ba con xây về hướng nam và ba con xây về hướng đông. Biển ở trên các con bò ấy thân sau chúng nó đều quay vào trong. Bề dày biển một gan, mép nó như mép cái chén, làm tợ hoa huệ nở, chứa được ba ngàn bát. Người cũng làm mười cái thùng, để năm cái binh hữu và năm cái binh tả đặng rửa tại đó. Người ta rửa trong đó vật gì thuộc về của lễ thiêu, còn những thầy tế lễ đều tắm rửa trong biển đúc. Người làm mười cái chân đèn bằng vàng theo kiểu đã định, rồi để nó trong đền thờ năm cái bên hữu năm cái bên tả lại đóng mười cái bàn để trong đền thờ năm cái bên hữu và năm cái bên tả rồi làm một trăm cái chậu bằng vàng người cũng làm hành lang cho thầy tế lễ và cái sân rộng các cửa của sân rồi bọc đồng các cánh cửa ấy người để cái biển ở bên hữu đền hướng đông về phía nam Huram lại làm những bình cho vá và chậu. Huram làm xong công việc người đã vì Salomon làm trong đền của Đức Chúa Trời, tức hai cây trụ và bầu trụ, hai cái đầu trụ ở trên chót trụ, hai tấm lưới bao hai cái bầu của đầu trụ ở trên chót trụ, bốn trăm trái liệu gắn vào hai tấm lưới, mỗi tấm có hai hàng trái liệu đặng bao hai cái bầu của đầu trụ ở trên chót trụ. Người cũng làm tán và cái thùng ở trên tán, đúc một cái biển và 12 con bò ở dưới nó, chế những bình cho, vá, nĩa và các đồ lề nó. Huram Abi vì Salomon làm các đồ đó bằng đồng trơn láng, đặng dùng trong đền của Đức Giê-hô-va. Vua truyền đúc các đồ ấy nơi đồng bằng giô dưới đất sét giữa Su-cốt và Sereda. Vua Salomon chế các đồ ấy thật nhiều lắm, còn số cân của đồng thì người ta không biết. Salomon làm hết thải các đồ lề trong đền Đức Chúa Trời, bàn thờ vàng, những cái bàn dùng sắp bánh trần thiết, chân đèn và cái thép nó bằng vàng rồng đặng thắp trước nơi chí thánh theo lệ đã định. Cũng làm các hoa, thép và nĩa bằng vàng rồng, những dao, chậu, chén, lư hương cũng bằng vàng rồng và nơi vào đền các cánh cửa đền trong của nơi chí thánh cùng các cánh cửa của đền thờ cũng đều bằng vàng. Chương 5 Ấy vậy, các công việc mà Salomon làm cho đền của Đức Giê-hô-va đều xong rồi. Salomon đem đến những vật mà David cha người đã biệt riêng ra thánh, tức là bạc, vàng và các khí dụng để vào kho của đền Đức Chúa Trời. Salomon mèn nhóm tại Jerusalem các trưởng lão Israel, các trưởng của các chi phái và các trưởng tộc dân Israel đặng rước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va lên từ thành David là Si-ôn. Mọi người Israel đều nhóm lại đến cùng vua nhằm kỳ lễ tháng bảy. Các trưởng lão Israel đều đến và người Lê-vi khiêng hòm đi. Những thầy tế lễ và người Lê-vi đều đem lên cái hòm hội mạc và các khí dụng thánh vốn ở trong trại. Vua Salomon và cả hội chúng Israel đã nhóm lại với vua, đều đứng trước hòm, dân những chiên và bò làm của lễ nhiều vô số không thể đếm được. những thầy tế lễ đem hòm giao ước của Đức Giê-hô-va vào nơi dọn cho hòm, tức trong nơi chí thánh của đền dưới cánh cherubim. hai cherubim xe cánh ra trên chỗ hòm, che hòm và đòn khiên. đòn khiên thì dài nên đầu đòn thấy ló ra ngoài hòm trước nơi chí thánh nhưng ở ngoài đền thì chẳng thấy. Hòm vẫn ở đó cho đến ngày nay. Chẳng có gì trong hòm trừ ra hai bản luật pháp mà môi đã để vào tại Horeb khi Đức Giê-hô-va lập giao ước với dân Israel lúc chúng ra khỏi Egypto. Khi những thầy tế lễ ra khỏi nơi thánh, vì phàm thầy tế lễ ở đó đều đã dọn mình ra thánh sạch mà chưa giữ theo ban thứ nào. Và các người ca hát trong dân Lê-vi, tức hê man Giê-đu-thun cùng con trai và anh em họ đang mặc quần áo bằng vải gai mịn, cầm chập chỏa, đờn sắc và đờn cầm đều đứng ở phía đông bàn thờ với 120 thầy tế lễ thổi kèn. Sải khi kẻ thổi kèn và kẻ ca hát đồng thinh hòa nhau như một người mà khen ngợi cảm tạ Đức Giê-hô-va và khi họ trỗi tiếng kèn, chập chỏa, nhạc khí lên khen ngợi Đức Giê-hô-va rằng Ngài từ thiện, lòng thương xót Ngài hằng có đời đời, thì đền của Đức Giê-hô-va bị mây lấp đầy, đến đổi những thầy tế lễ vì mây không thể đứng đó hầu việc được, vì sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy lấp đền của Đức Chúa Trời. Chương 6 Bây giờ Salomon nói rằng, Đức Giê-hô-va đã phán rằng Ngài sẽ ngự trong nơi tối thẳm, nhưng tôi đã cất một cái đền cho Chúa trú ngụ, một nơi cho Chúa ở đời đời đoạn vua xây mặt lại chúc phước cho cả hội chúng Israel. Cả hội chúng Israel đều đứng. Người nói, đáng ngợi khen Jehovah Đức Chúa Trời của Israel là đấng đã phán hứa với David cha tôi và nay lấy tay ngài mà làm cho thành lời hứa ấy. Ngài rằng, từ ngày ta đem dân ta ra khỏi xứ Ai Cập, ta chưa chọn một thành nào trong các chi phái Israel đặng cất một cái đền để đặt danh ta tại đó, và ta cũng chẳng chọn người nào làm vua chúa trên dân Israel ta. Nhưng ta đã chọn Jerusalem để đặt danh ta tại đó và chọn David đặng cai trị dân Israel ta. Và David cha tôi đã rắp lòng xây đền cho danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Nhưng Đức Giê-hô-va phán với David cha tôi rằng: Ngươi có rắp lòng cất một cái đền cho danh ta ấy thật phải lắm. Dù vậy, ngươi sẽ chẳng cất đền ấy. Xong con trai ngươi sinh ra sẽ cất cây đền cho danh ta. Đức Giê-hô-va đã làm ứng nghiệm lời Ngài phán, khiến tôi kế cho David cha tôi lên ngôi trị vì Israel, y như Đức Giê-hô-va đã hứa. Nên tôi có cất đền cho danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Và tại đền ấy, đã đặt cái hòm đựng giao ước của Đức Giê-hô-va mà Ngài lập với dân Israel. Salomon đang đứng trước bàn thờ của Đức Giê-hô-va, đối mặt cả hội chúng Israel, giơ tay mình ra, vì người đã đóng một cái sạp bằng đồng, bề dài năm thước, bề ngang năm thước, bề cao ba thước, để tại giữa hành lang. Người đứng tại đó, quỳ gối xuống trước mặt cả hội chúng Israel, giơ tay lên trên trời mà rằng: lại jehovah đức chúa trời của israel trên trời và dưới đất chẳng có thần nào giống như chúa chúa gìn giữ lời giao ước và lòng nhân từ đối với kẻ tôi tới chúa là kẻ hết lòng đi trước mặt chúa đối với tôi tới chúa là david cha tôi chúa có gìn giữ lời chúa đã hứa với người thật hễ điều gì miệng chúa phán thì tay chúa đã làm cho hoàn thành y như đã có ngày nay Vậy Jehovah Đức Chúa Trời của Israel ơi, Chúa đã hứa cùng tôi tới Chúa là David cha tôi rằng, Ví bằng con cháu ngươi, cẩn thận đường lối mình, giữ theo các luật pháp ta, y như ngươi đã làm, thì trước mặt ta, ngươi sẽ chẳng hề thiếu người ngồi trên ngôi Israel. Nay, cầu xin Chúa hãy giữ gìn lời hứa ấy. Hỡi Jehovah Đức Chúa Trời của Israel, Nguyện lời Chúa đã hứa cùng David tôi tới Chúa được ứng nghiệm. Mà chi? Có thật rằng Đức Chúa trời ngự chung với loài người ở trên đất ư? Kìa trời, cho đến đổi trời của các từng trời còn chẳng có thế chứa Chúa được thay. Phương chi cái đền này tôi đã cất. Dầu vậy, hỡi Jehovah Đức Chúa trời tôi ơi, xin hãy đói thương lời cầu nguyện và sự nài xin của tôi tới Chúa. Nghe tiếng kêu cầu và khẩn nguyện của tôi tới Chúa cầu trước mặt Chúa. Nguyện mắt Chúa ngày và đêm đói xem nhà này. Vì về nhà này Chúa đã phán rằng sẽ đặt danh Chúa tại đó. Khi tôi tới Chúa hướng nơi này mà cầu nguyện, xin Chúa dũ nghe. Phàm điều gì tôi tới Chúa và dân Israel của Chúa sẽ cầu khẩn trong khi hướng về nơi này. Xin Chúa hãy dũ nghe. Phải ở nơi ngự của Chúa tại trên các tầng trời. Xin Chúa vũ nghe, nhậm lời và tha thứ cho. Nếu ai phạm tội cùng cả lân cận mình và người ta bắt nó phải thề. Nếu nó đến thề ở trước bàn thờ của Chúa tại trong đền này thì xin Chúa từ trên trời hãy nghe, thi hành và xét đoán tôi tới Chúa mà báo trả kẻ ác tùy việc nó làm khiến tội nó đổ lại trên đầu nó xưng công bình cho người công bình và thưởng người tùy sự công bình của người. Nếu dân Israel của Chúa vì phạm tội với Chúa bị quân thù nghịch đánh được mà chúng trở lại cùng Chúa nhận biết danh Ngài và cầu nguyện nài xin trước mặt Chúa trong đền này thì xin Chúa từ trên trời hãy vũ nghe tha tội cho dân Israel của Chúa và khiến họ trở về xứ mà Chúa đã ban cho họ và cho tổ phụ của họ khi các từng trời đóng chặt không có mưa bởi vì dân Israel đã phạm tội với Chúa. Nếu sau khi Chúa đã đoán phạt họ, họ hướng về nơi này mà cầu nguyện, nhận biết danh Chúa trở bỏ tội lỗi mình, thì xin Chúa ở trên trời hãy dũ nghe, tha tội cho kẻ tôi tới Chúa và cho dân Israel của Ngài. Khi Ngài đã dạy cho chúng con đường lành mà chúng phải đi theo và giáng mưa xuống trên đất mà Chúa đã ban cho dân Ngài làm sản nghiệp, nếu trong xứ có cơn đói kém, ôn dịch, đại hạn, ten xét, cao cao hay là châu chấu, hoặc cái thù nghịch vây hãm các thành trong địa phận họ, bất kỳ có tai vạ gì, tật bệnh gì. Ví bằng có một người, hoặc cả dân Israel của Chúa đã nhận biết tai vạ và sự đau đớn của mình, mà dơ tay ra hướng về nhà này, cầu nguyện và khẩn xin vô luận điều gì. Thì xin Chúa từ trên trời là nơi ngự của Chúa hãy vũ nghe, tha thứ cho, và báo lại cho mỗi người tùy theo công việc họ, vì Chúa thông biết lòng của họ. Thật, chỉ một mình Chúa biết được lòng của con cái loài người, để khiến chúng kính sợ Chúa, đi theo đường lối của Chúa trọn đời chúng sống ở trên đất mà Chúa đã ban cho tổ phụ chúng tôi. vả lại, vì người ngoại bang là người chẳng thuộc về dân Israel của Chúa, nhưng vì danh lớn Chúa, vì cánh tay quyền năng dơ thẳng ra của Ngài, họ sẽ từ xứ xa Đi đến hướng về đền này mà cầu nguyện thì xin Chúa từ trên trời là nơi ngự của Chúa hãy vũ nghe và làm theo mọi điều người ngoại bang ấy cầu xin Chúa, hầu cho muôn dân trên đất nhận biết danh Chúa, kính sợ Ngài như dân Israel của Chúa và biết rằng cái đền này mà tôi đã xây cất được gọi bằng danh Chúa. Khi dân sự Chúa ra chiến tranh với kẻ thù nghịch mình, theo đường nào mà Chúa sẽ sai đi nếu chúng cầu nguyện cùng Chúa, xây về hướng thành này mà Chúa đã chọn và về đền này mà tôi đã xây cất cho danh Chúa, thì xin Chúa từ trên trời hãy giữ nghe lời cầu nguyện này xin của chúng và binh vực cho họ. Nếu dân Israel phạm tội với Chúa vì chẳng có người nào mà không phạm tội và Chúa nổi giận, phó chúng cho kẻ thù nghịch và kẻ thù nghịch bắt họ làm phu tù dẫn đến xứ xa hay gần, nếu trong xứ mà họ bị dẫn đến làm phu tù, họ suy nghĩ lại, ăn năn và cầu khẩn Chúa mà rằng, chúng tôi có phạm tội, làm điều gian ác và cư xử cách dữ tợn. Nếu tại trong xứ mà kẻ thù nghịch đã dẫn họ đến làm phu tù, họ hết lòng, hết ý trở lại cùng Chúa, cầu nguyện cùng Ngài hướng về xứ mà Chúa đã ban cho tổ phụ họ, về thành Chúa đã chọn và về đền mà tôi đã xây cất cho danh Chúa thì xin Chúa từ trên trời là nơi ngự của Chúa hãy dũ nghe lời cầu nguyện này xin của chúng binh vực họ và tha thứ tội mà dân sự của Chúa đã phạm cùng Ngài vậy Đức Chúa trời tôi ơi bây giờ cầu xin Chúa đói thương và lắng tai nghe phàm lời nào cầu nguyện trong nơi này này Jehovah Đức Chúa trời ơi xin hãy trỗi dậy để Chúa và hòm quyền năng Ngài được vào nơi an nghỉ Ngài lại Jehovah Đức Chúa Trời. Nguyện những thầy tế lễ Chúa được mặc sự cứu rỗi và các thánh đồ Chúa được mừng rỡ trong sự nhân từ Ngài. Hỡi Jehovah Đức Chúa Trời, xin chết từ bỏ kẻ chịu sức dầu của Chúa. Khá nhớ lại các sự nhân từ của Chúa đối với David là kẻ tôi tớ Ngài. Chương 7 Khi Salomon cầu nguyện xong, lửa từ trời giáng xuống đốt của lễ thiêu và các hy sinh, sự vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy trong đền. Những thầy tế lễ chẳng vào được trong đền của Đức Giê-hô-va vì sự vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền của Ngài. Hết thảy dân Israel đều thấy lửa và sự vinh quang của Đức Giê-hô-va giáng xuống đền, bèn sấp mặt xuống đất trên nền lót, thờ lại Đức Giê-hô-va và cảm tạ Ngài mà rằng: Chúa là nhân từ, vì sự thương xót của Ngài còn đến đời đời. Bây giờ vua và cả dân sự dân những của lễ tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Vua Salomon dân hai vạn hai ngàn con bò và mười hai vạn con chiên đực. Rồi vua và cả dân sự đều làm lễ khánh thành đền của Đức Chúa Trời. Những thầy tế lễ hầu việc theo chức phận mình. Còn người Lê Vi thì cầm nhạc khí của Đức Giê-hô-va mà vua David đã sắm đặng ngợi khen Đức Giê-hô-va khi người cậy chúng đặng ngợi khen Ngài bởi vì lòng nhân từ Chúa còn đến đời đời. Những thầy tế lễ thổi kèn ở trước mặt chúng và cả Israel đều đứng. Salomon biệt riêng ra thánh chỗ ở chính giữa hành lang trước đền của Đức Giê-hô-va, vì tại đó người dân của lễ thiêu và mở về của lễ thù ân bởi cái bàn thờ đồng mà Salomon đã làm không đựng hết của lễ thiêu, của lễ chay và mở được. Trong khi ấy, Salomon và cả Israel đến từ miền về phía mác cho tới khe Egypto, nhóm lại thành một hội rất đông đảo đều dự lễ trong bảy ngày. Qua ngày thứ tám, người ta giữ lễ trọng thể vì họ dự lễ khánh thành bàn thờ trong bảy ngày và mừng lễ thường trong bảy ngày. Ngày 23 tháng 7, người cho dân sự trở về trại mình, lòng đều vui vẻ và mừng rỡ vì sự nhân từ mà Đức Giê-hô-va đã ban cho David, cho Salomon và cho Israel là dân sự của Ngài. Như vậy, Salomon làm xong đền Đức Giê-hô-va và cung vua. Phàm công việc gì Salomon rắp lòng làm trong đền Đức Giê-hô-va và trong cung vua đều xong cả. Ban đêm Đức Giê-hô-va hiện đến cùng Salomon mà rằng: Ta có nghe lời cầu nguyện ngươi và đã chọn nơi này là một nhà tế lễ. Nếu ta đóng các tường trời lại, không cho mưa xuống, Khiến cào cào phá hại thổ sản và gián ôn dịch giữa dân sự ta, và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện tìm kiếm mặt ta và trở lại bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Bây giờ mắt ta sẽ nói xem, lỗ tai ta sẽ lắng nghe lời nào cầu nguyện tại nơi này. Vì bây giờ ta đã chọn và khiến cho cái nhà này ra thánh, hầu cho danh ta ngự đó đời đời. Mắt cùng lòng ta sẽ ở đó luôn luôn. Còn ngươi, nếu ngươi khứng đi trước mặt ta như David cha ngươi đã làm, làm theo mọi điều ta phán dặn ngươi, gìn giữ luật lệ và giới mạng ta, thì ta sẽ lập ngôi nước ngươi được bền vững, y theo lời ước ta đã kết với David cha ngươi mà rằng, ngươi sẽ chẳng hề thiếu người quản trị Israel. Nhưng nếu các ngươi bội nghịch, bỏ các luật lệ và giới mạng ta đã đặt trước mặt các ngươi, đi hầu việc những tà thần và thờ lại chúng nó, thì ta sẽ rứt nhổ các ngươi khỏi đất ta đã ban cho các ngươi. Còn cái nhà này mà ta đã biệt riêng ra thánh cho danh ta, ta sẽ bỏ nó đi, làm cho nó nên một câu tục ngữ, một việc nhạo cười giữa các dân tộc. Cái nhà này dẫu cao giường nào, hễ ai đi qua gần nó cũng sẽ lấy làm lạ mà nói rằng cớ sao Đức Giê-hô-va có xử xứ này và đền này như thế? Thì người ta sẽ đáp rằng bởi vì họ lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ là đấng đã dẫn họ ra khỏi xứ ai và vì họ đeo đuổi theo các tà thần thờ lại và hầu việc chúng nó nên Ngài đã giáng trên họ các tai vạ này. Chương 8 Cuối 20 năm sau khi Salomon đã xây cất xong cái đền của Đức Giê-hô-va và cái cung mình, thì Salomon cũng sửa xây lại các thành mà vua Huram đã nhường cho người và khiến cho dân Israel ở đó. Salomon đi đến đánh sô Soba và thắng được. Người xây thành tác mốt trong đồng vắng và xây các thành dùng làm kho tàng tại xứ Hamad. Người cũng xây Bết Horon trên và Bết Horon dưới là những thành bền vững có vách tường, cửa và then khóa. Lại xây thành ba lát và các thành làm kho tàng của Salomon, các thành để chứa xe và các thành cho lính kỵ người ở. Phàm điều gì Salomon ước ao xây cất hoặc tại Jerusalem trên Liban hay là trong khắp xứ phục dưới quyền người thì đều xây cất cả. Hết thảy những người còn sống sót lại trong dân Hê-Tít, dân Amorit, dân Pherishit, dân Hevit và dân Jebusit không thuộc về Israel. Tức là những con cháu chúng nó hãy còn lại trong xứ mà dân Israel không diệt hết. Thì trong chúng nó, Salomon bắt kẻ làm sâu cho đến ngày nay. Nhưng về dân Israel, Salomon không bắt ai làm sâu hết vì họ làm quân lính, quan tướng, quan cai xe và lính kỵ của người còn về quan trưởng của Salomon đặt lên để quản đốc dân sự làm công việc, số là 250 người. Salomon sai rước công chúa Pharaon ở thành David lên cung mà người đã cất cho nàng, vì người nói rằng, vợ ta chẳng nên ở trong cung David vua Israel, vì nơi nào hòm của Đức Giê-hô-va đến thì đã nên thánh rồi. Bây giờ, Salomon dân của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va tại trên bàn thờ của Giê-hô-va mà người đã xây trước hiên cửa. Lại tùy theo lễ luật của Môi-se, người dân mỗi ngày của lễ phải dân cùng trong các ngày sa bát ngày mùng 1 và hàng năm nhằm ba lễ trọng thể, tức lễ bánh không men, lễ các tuần lễ và lễ lều tạm. Tùy theo lệnh truyền của David cha mình, người phân định ban thứ của những thầy tế lễ trong phần việc họ, và lập người Lê Vi trong chức sự họ, đặng ngợi khen Chúa và hầu việc tại trước mặt những thầy tế lễ. Cứ công việc ngày nào, theo ngày nấy. Tại mỗi cửa cũng đặt kẻ giữ cửa. Cứ theo phiên mình, vì David, người của Đức Chúa Trời đã truyền lệnh như vậy. Phàm điều gì vua đã phán dạy những thầy tế lễ và người Lê Vi, hoặc về kho tàng hay là về việc khác, thì họ chẳng bỏ bê chút nào. Và các tài liệu mà Salomon dùng về việc cất đền của Đức Giê-hô-va đều đã sắm sửa từ ngày đặt nền cho đến khi công việc xong. Đền của Đức Giê-hô-va đã cất xong là như vậy. Khi ấy, Salomon đi đến Esion bê và E-lốt tại trên mé biển trong xứ Edom. Huram bởi tay các tôi tớ mình gửi đến cho người những tàu và các thủy thủ thạo nghề đi biển Chúng đi với các tôi tớ của Salomon đến Ophir, lấy tại đó 450 ta lông vàng và trở về cho vua Salomon. Chương 9 Khi nữ vương nước Sê-ba nghe đồn danh tiếng của Salomon bèn đi đến Jerusalem, lấy những câu đố mà thử người. Bà có hầu hạ theo rất đông, có những lạc đà chở thuốc thơm, rất nhiều vàng và đá quý. Bà đến cùng Salomon nói với người mọi điều có ở trong lòng mình. Salomon đáp các câu hỏi của bà, chẳng câu nào ẩn bí quá cho Salomon mà người không giải nghĩa nổi cho bà. Khi nữ vương ba thấy sự khôn ngoan của Salomon, cung điện người đã xây cất, những món ăn trên bàn người, nhà cửa các tôi tớ, thứ tự công việc của các quan và đồ mặt của họ, các quan trước tửu và áo sống của họ, cùng các của lễ thiêu người dân trong đền Đức Giê-hô-va thì mất vía bèn nói với vua rằng điều tôi nghe nói trong xứ tôi về các lời nói và sự khôn ngoan của vua thì thật lắm song trước khi tôi chưa đến đây và chưa thấy tận mắt những điều này thì tôi chẳng tin lời họ và kìa người ta chẳng thuộc cho tôi nghe đến phân nửa sự khôn ngoan lớn lao của vua vua thật trỗi hơn tiếng đồn tôi đã nghe các quần thần của vua thật có phước thay. Các tôi tớ vua, hằng đứng chầu trước mặt vua, nghe được sự khôn ngoan của vua, thật có phước thay. Đáng ngợi khen thay Jehovah Đức Chúa Trời của vua, vì Ngài vui thích vua, đặt vua ngồi trên ngôi của Ngài, đặng làm vua cho Jehovah Đức Chúa Trời của vua. Bởi vì Đức Chúa Trời của vua yêu mến Israel, đặng làm cho chúng vững bền đến đời đời, nên Ngài đã lập vua làm vua trên chúng để làm theo sự ngay thẳng và sự công bình. Đoạn, bà dân cho vua 120 ta lân vàng và rất nhiều thuốc thơm cùng đá quý. Chẳng hề có thuốc thơm nào giống như thuốc thơm của nữ vương nước Sê Ba dân cho vua Salomon. Các tôi tớ của Huram và tôi tớ của Salomon từ Ophir chở vàng đến cũng có chở về gỗ bạch đàn hương và đá quý. Vua dùng gỗ bạch đàn hương ấy mà làm cái thang trong đền của Đức Giê-hô-va và trong cung điện vua cùng những đờn cầm đờn sắt cho con hát. Trước khi trong nước giu người ta chẳng hề thấy có giống như vậy. Vua Salomon tặng cho nữ vương nước Sê-ba mọi đồ bà ước ao và xin gấp nhiều hơn đồ bà đã đem dâng cho vua. Đoạn bà và các đầy tớ bà trở về xứ mình. Vàng mà vua Salomon nhận được mỗi năm cần đến 670 ta lân. Không kể vàng mà các nhà buôn bán, kẻ buôn bán dòng đem vào, cùng vàng và bạc mà các vua Arabi và quan tổng trấn của xứ đem nộp cho Salomon. Salomon làm 200 cái khiên lớn bằng vàng đánh giác, cứ mỗi cái dùng 600 chiếc lơ vàng đánh giác, và 300 cái khiên nhỏ bằng vàng đánh giác, cứ mỗi cái dùng 300 chiếc lơ vàng. Đoạn, vua để các khiên ấy nơi cung rừng Ly Ban. Vua cũng làm một cái ngai lớn bằng ngà và bọc vàng ròng. Cái ngai có sáu nấc lên và một cái bệ bằng vàng liền với cái ngai. Cũng có thanh nâng tay bên này và bên kia của chỗ ngồi. Gần thanh nâng tay có hai con sư tử. Lại có 12 con sư tử đứng trên sáu nấc bên hữu và bên tả. Chẳng có nước nào làm ngai giống như vậy. Các đồ dùng để uống của vua Salomon đều bằng vàng và những khí dụng của cung rừng Liban cũng đều bằng vàng ròng. Trong đời Salomon chẳng kể bạc ra gì, vì vua có đoàn tàu vượt sang Tareshi với các tôi tớ của Hiram, mỗi ba năm một lần, đoàn tàu Tareshi chở đến vàng, bạc, ngà voi, con khỉ và con công. Ấy vậy, vua Salomon trỗi hơn các vua trên đất về sự khôn ngoan. Các vua trên đất đều cầu thấy mặt Salomon đặng nghe sự khôn ngoan của người mà Đức Chúa trời đã để trong lòng người. Cứ hàng năm theo lệ định chúng đều đem đến vật mình tiến cống, nào những khí dụng bằng bạc bằng vàng, nào áo sống binh khí, nào thuốc thơm ngựa và la. Vua Salomon có được bốn ngàn tàu ngựa và xe cùng một vạn hai ngàn lính kỵ để trong các thành chứa xe và gần bên vua tại Jerusalem người quản trị trên các vua từ sông Cái cho đến xứ Philippines và cho đến bờ cõi Egypto. Tại Jerusalem, vua làm cho bạc ra thường như đá sỏi và cây bá hương nhiều như cây sung mọc ở nơi đồng bằng. Có người đem cho Salomon những ngựa từ xứ Egypto và từ các nước mà đến. Các công việc khác của Salomon làm từ đầu đến cuối đều chép trong sách truyện Na Thang là đấng tiên tri và trong sách tiên tri của Ahia người Silo cùng trong sách dị tượng của giê đấng tiên kiến luận về việc Jeroboam con trai của Nebat. Salomon trị vì trên cả Israel trong 40 năm tại Jerusalem. Salomon an giấc cùng tổ phụ mình được chôn trong thành của David là cha người. Roboam con trai người cai trị thế cho người. Chương 10 Roboam đi đến Shechem vì cả Israel đều đã tới Shechem đặng tôn người làm vua. Khi Jeroboam con trai Nebat hay điều đó thì còn ở Egypto là nơi người đã trốn để thoát khỏi mặt Salomon. Người bèn từ Egypto trở về. Người ta sai kẻ đi gọi người về. Đoạn Jeroboam và cả Israel đều đến tâu với Roboam rằng: Thân phụ vua đã gán ách nặng cho chúng tôi vậy bây giờ hãy giảm nhẹ sự phục dịch khó nhọc này và cái ách nặng nề mà thân phụ vua đã gán trên chúng tôi thì chúng tôi sẽ phục sự vua người đáp với chúng rằng khỏi ba ngày các ngươi hãy trở lại cùng ta dân sự bèn lui về vua roboam bàn nghị cùng các trưởng lão đã chầu trước mặt salomon cha người trong lúc salomon còn sống mà rằng các ngươi bàn luận cho ta phải trả lời với dân sự này làm sao? Các trưởng lão thưa lại với vua rằng, nếu vua đãi dân sự này tử tế, ăn ở vui lòng cùng chúng nó, và lấy lời hiền lành nói với chúng nó, ắt chúng nó sẽ làm tôi tớ vua mãi mãi. Song Roboam chẳng theo mưu của các trưởng lão đã bàn cho mình, bèn hội nghị với các người trai trẻ, đã đồng sinh trưởng với mình, và chầu trước mặt mình mà rằng dân sự này đã tâu với ta rằng hãy giảm nhẹ cái ách mà thân phụ vua đã gán cho chúng tôi vậy các ngươi bàn luận cho ta phải đáp với chúng nó làm sao các gã trai trẻ đồng lớn lên với người thưa rằng dân sự đã thưa với vua rằng thân phụ vua khiến cho ách chúng tôi nặng nề vua hãy làm cho nó ra nhẹ vua phải đáp lại cùng chúng như vậy ngón tay út ta lớn hơn lưng của cha ta vậy bây giờ cha ta đã gán một cái ấp nặng trên các ngươi áp ta sẽ làm cho áp các ngươi thêm nặng hơn cha ta đã sửa phạt các ngươi bằng roi còn ta sẽ sửa phạt các ngươi bằng roi bọt cạp ngày thứ ba jeroboam và cả dân sự đều đến cùng roboam y như vua đã biểu rằng hãy trở lại cùng ta trong ngày thứ ba. Vua Roboam đáp với dân sự cách sẵn sớm, bỏ mưu của các trưởng lão đã bàn, theo lời bàn của những kẻ trai trẻ và đáp cùng chúng rằng, Cha ta khiến cho ách các ngươi nặng nề, ta sẽ làm cho ách các ngươi thêm nặng hơn. Cha ta sửa phạt các ngươi bằng roi, ta sẽ sửa phạt các ngươi bằng roi bò cạp. Như vậy, vua không nghe lời dân sự vì ấy là bởi Đức Chúa Trời dẫn đến, hầu cho Đức Giê-hô-va làm ứng nghiệm lời của Ngài đã nhờ Ahia, người Silo, mà phán cùng Jeroboam, con trai của Nebat. Khi cả Israel thấy vua không nghe lời họ, bèn đáp cùng người mà rằng: Chúng ta có phần gì với David? Chúng ta chẳng có cơ nghiệp gì với con trai Isai. Hỡi Israel, mỗi người hãy trở về trại mình đi ở David từ dài khá coi chừng nhà của ngươi. Cả Israel bèn trở về trại mình. Nhưng còn dân Israel ở tại các thành Judah thì Roboam cai trị trên chúng. Bây giờ vua Roboam sai Hadoram là người cai quản việc công thuế đến cùng dân Israel. song dân Israel ném đá người thì người chết vua Roboam lật đật lên xe trốn về Jerusalem. Ấy vậy, Israel phản nghịch cùng nhà David cho đến ngày nay. Chương 11 Roboam trở về thành Jerusalem, bèn nhóm nhà Judah và nhà Benjamin được 18 vạn chiến sĩ kén chọn, toàn đánh giặc với Israel để đem nước về Roboam lại. Nhưng có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Sê-ma-gia người của Đức Chúa Trời rằng, hãy nói với Roboam con trai của Salomon vua Juda và với cả Israel trong Juda cùng Benjamin mà rằng Đức Giê-hô-va phán như vậy các ngươi chớ đi lên chinh chiến với anh em mình mỗi người hãy trở về nhà mình vì việc này tại ta mà xảy đến chúng nghe theo lời của Đức Giê-hô-va và trở về không đi đánh Jeroboam. Roboam ở tại Jerusalem xây các thành trong đất Yuda làm nên đồn lũy. Người xây Bethlehem, Etam, Thekoa, Bethsura, Soko, Adulam, Gác, Maresha, Sip, Adoraim, Laki, Aseka, Sorea, Ayalon và Hebron là những thành bền vững ở trong đất Yuda và đất Benjamin. Người làm cho các đồn lũy ấy vững chắc đặt những quan tướng ở đó chứa lương thực, dầu và rượu. Còn trong mỗi thành, người sắm khiên và giáo làm cho các thành ấy rất bền vững. Đất Judah và đất Benjamin đều thuộc về người. Những thầy tế lễ và người Levi trong khắp xứ Israel đều từ các miền họ ở đến cùng Roboam. Vì các người Levi lìa bỏ địa hạt các thành mình và sản nghiệp mình mà đến đất juda và thành Jerusalem bởi Jeroboam và các con trai người đuổi họ đi, không cho làm chức thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va nữa. Jeroboam bèn lập những thầy tế lễ cho các nơi cao, cho các hình tượng dê đực và bò con mà người đã làm. Lại trong các chi phái Israel, phàm ai rắp lòng tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel thì đều theo những thầy tế lễ và người Lê-vi mà đến Jerusalem đặng tế lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Trong ba năm, chúng làm cho nước Juda vững chắc, giúp đỡ Roboam, con trai của Salomon, trở nên cường thạnh. Vì trong ba năm ấy, chúng đi theo con đường của David và Salomon. Roboam lấy Mahalath, con gái của Jerimoth, cháu của David, làm vợ. Lại cưới Abihai, con gái Eliab, cháu của Isai. Nàng sanh cho người những con trai là Jeuk, Semaria và Saham sau nàng người lại cưới Maaka con gái Absalom nàng sanh cho người Abia ác thai Sisa và Shelomith và Roboam yêu mến Maaka con gái Absalom hơn các hậu phi khác vì người có lấy 18 hoàng hậu và 60 cung phi sinh ra 28 con trai và 60 con gái Roboam lập Abia con trai Maaka làm trưởng, làm thái tử giữa anh em mình, vì người toan lập con ấy làm vua. Roboam cư xử cách khôn ngoan, phân tản các con mình đi ở khắp trong cõi Judah và Benjamin, nơi các thành bền vững, cấp cho chúng lương thực dư dật và cưới nhiều vợ cho. Chương 12 xảy khi nước của Roboam vừa được lập vững bền và người được cường thạnh thì người và cả Israel liền bỏ luật pháp của Đức Giê-hô-va. Vì chúng có phạm tội cùng Đức Giê-hô-va, nên xảy ra trong năm thứ năm đời vua Roboam, Shishak, si sắc vua Egypto kéo lên hãm đánh Jerusalem, có dẫn theo 1.200 cổ xe và 6 vạn lính kỵ. Lại có dân Libi, dân Suri và dân Ethiopia từ Egypto kéo lên với người, số không thể đếm đẳng suy sắt bèn chiếm lấy các thành bền vững thuộc về juda rồi đến tận jerusalem tiên tri shemaia đến cùng roboam và các kẻ làm đầu juda đang nhóm tại jerusalem để trốn khỏi suy sắt mà nói rằng Giê-hô-va phán như vậy các ngươi đã bỏ ta nên ta cũng đã bỏ các ngươi vào tay suy sắt bây giờ các kẻ làm đầu của israel và vua đều hạ mình xuống mà nói rằng Đức Giê-hô-va là công bình. Khi Đức Giê-hô-va thấy chúng hạ mình xuống, thì có lời Đức Giê-hô-va phán cùng sê ma rằng, Chúng nó đã hạ mình xuống, ta sẽ không hủy diệt chúng nó, song sẽ giải cứu chúng một chút, và cơn giận ta sẽ chẳng cậy tay si sắc mà đổ ra trên Jerusalem. Song chúng nó sẽ bị phục dịch hắn, hầu cho biết phục sự ta và phục dịch nước khác là có phân biệt thế nào. Si sắc vua Ai Cập kéo lên hãm đánh Jerusalem, đoạt lấy các bửu vật của đền Đức Giê-hô-va và cung vua, người đoạt lấy hết thải, cũng đoạt lấy những khiên bằng vàng mà Salomon đã làm. Vua Roboam bèn làm những khiên bằng đồng thế cho và giao nơi tay các quan chánh thị vệ canh giữ cửa của cung điện vua. Hãy khi nào vua vào trong đền của Đức Giê-hô-va, thì các quan thị vệ cầm khiên đến đoạn đem nó lại vào phòng của quan thị vệ khi vua hạ minh xuống cơn giận của đức giê-hô-va lánh khỏi người không diệt hết thảy và lại trong juda đa còn có sự lành ấy vậy vua roboam làm cho mình ra bền vững trong giê-ru-sa-lem và trị vì và khi roboam lên ngôi tuổi đã 41, người cai trị 17 năm tại giê-ru-sa-lem tức là thành mà Đức Giê-hô-va đã chọn trong các chi phái Israel, đặng đặt danh ngài tại đó. Còn mẹ người tên là Naama, người đàn bà Ammon. Roboam làm điều ác vì không rắp lòng tìm cầu Đức Giê-hô-va. Các công việc của Roboam từ đầu đến cuối đều đã chép trong sách truyện của Shemaya đấng tiên tri, trong sách Ido đấng tiên kiến luận về gia phổ. Roboam và Jeroboam hằng đánh giặc với nhau luôn luôn. Roboam an giấc cùng tổ phụ mình được chôn trong thành David. Abia, con trai người, cai trị thế cho người. Chương 13 Năm thứ 18 đời vua Jeroboam, Abia lên ngôi làm vua Juda. Người cai trị 3 năm tại Jerusalem. Tên mẹ người là Micaiah, con gái của Urien ở Gibea. Abia và Jeroboam đánh giặc với nhau. Abia ra trận với một đạo chiến sĩ, 40 vạn người kén chọn. Còn Jeroboam dàn trận đối với người, có 80 vạn người kén chọn là lính chiến mạnh dạng. Abia đứng trên núi Semaraim trong miền núi Ephraim mà nói rằng: hỡi Jeroboam và cả Israel khá nghe. Bởi sự giao ước bằng muối, Jehovah Đức Chúa Trời của Israel đã ban nước Israel cho David và cho các con trai người đến đời đời. Các ngươi há chẳng biết sao. Dẫu vậy, Jeroboam con trai Nebat, tôi tớ của Salomon là con trai của David, bằng chỗ dậy phản nghịch cùng Chúa mình. Những kẻ du đảng, đồ phàm hèn đều hiệp lại theo người chúng nó tự làm mình ra mạnh nghịch với Roboam con trai của Salomon. Còn Roboam thì trẻ tuổi nhát gan, không chống cự nổi chúng nó. Vậy bây giờ, các ngươi tưởng rằng các ngươi sẽ chống cự nổi nước của Đức Giê-hô-va đã ban cho các con trai của David. Các ngươi một đoàn đông lớn, có đem theo bò con vàng mà giê đã đúc làm thần của các ngươi. Các ngươi há chẳng có đuổi những thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va là con cháu A-rôn và người Lê-vi sao? các ngươi có theo phong tục của các dân ngoại mà lập lấy những thầy tế lễ cho mình. Phàm ai đến, đem một con bò đực tơ và bảy con chiên đực đặng dân làm lễ thì được làm thầy tế lễ của những thần hư không. Nhưng về phần chúng ta, Jehovah vẫn là Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng ta chẳng có lìa bỏ Ngài. Những thầy tế lễ là con cháu của Aaron đều phục sự Đức Jehovah và các người Lê Vi giữ phần việc của họ. Mỗi buổi sớm mai và buổi chiều, chúng xong của lễ thiêu và thuốc thơm cho Đức Giê-hô-va. Chúng cũng sắp bánh trần thiết trên bàn sạch sẽ, thắp các đèn của chân đèn vàng để nó cháy mỗi buổi chiều tối. Vì chúng ta vâng giữ làm theo mạng lệnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, còn các ngươi lại bỏ đi. Này, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, làm đầu chúng ta, và những thầy tế lễ của Ngài cầm những kèn tiếng vang đặng thổi lên nghịch cùng các ngươi. Hỡi con cái Israel, chớ tranh chiến cùng Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, vì chẳng thắng được đâu. Nhưng Jeroboam truyền binh phục đi vòng đặng đến phía sau chúng. Vậy quân Israel ở đằng trước quân Judah còn binh phục ở đằng sau. Juda xây ngó lại, kìa giặc đã có phía trước và phía sau, bèn kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va và những thầy tế lễ thổi kèn. Bây giờ người Judah kêu la lên, Sải khi người Judah kêu la, thì Đức Giê-hô-va đánh Jeroboam và cả Israel tại trước mặt Abia và dân Judah. Dân Israel chạy trốn trước mặt dân Judah và Đức Chúa Trời phó chúng nó vào tay dân Judah. Abia và quân lính người làm cho chúng bị thua trận cả thể. Có 50 vạn tinh binh của Israel bị thương ngã chết. Như vậy trong lúc ấy, dân Israel bị sỉ nhục còn dân Judah được thắng hơn vì chúng nhờ cậy nơi Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ họ. Abia đuổi theo Jeroboam, chiếm lấy những thành là Beten và các hương thôn nó, Yeshana và các hương thôn nó, Ephron và các hương thôn nó. Trong lúc Abia còn sống, Jeroboam chẳng được cường thạnh lại. Đức Jehovah hành hại người thì người chết, còn Abia được cường thạnh, cưới 14 người vợ, sanh được 22 con trai và 16 con gái. Các công sự khác của Abia, những việc làm và lời nói của người, đều chép trong sách truyện của tiên tri Ido. Chương 14 Abia ăn giấc cùng tổ phụ mình và người ta chôn người trong thành David. Asa, con trai người cai trị thế cho người, trong đời người xứ được hòa bình 10 năm. Asa làm điều thiện và ngay thẳng trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời của người. Vì người cất bỏ các bằng thờ của thần ngoại bang và những nơi cao, đập bể các trụ thờ và đánh đổ những tượng Asera. Người khuyên Juda phải tìm cầu Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng, cùng làm theo luật pháp và điều răn của Ngài người cũng trừ bỏ những nơi cao và trụ thờ mặt trời khỏi các thành của Juda. Nước được bằng an trước mặt người. Người xây những thành bền vững trong đất Juda, vì trong mấy năm đó xứ hòa bình không có chiến trận, bởi Đức Giê-hô-va đã ban cho người được an nghỉ. Người bảo dân Juda rằng: Ta hãy xây cất các thành này, đắp vách tường chung quanh, dựng tháp, làm cửa và then. Đang lúc xứ hãy còn thuộc về chúng ta vì chúng ta có tìm kiếm Jehovah Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng ta có tìm được Ngài. Ngài đã ban cho chúng ta bình an bốn phía. Chúng bèn xây cất và được thành công. Asa có một đạo binh 30 vạn người Juda cầm khiên và giáo và 28 vạn người Benjamin cầm thuẫn và dương cung. Hết thảy đều là người mạnh dạng. Serach, người Ethiopia, kéo đạo binh 100 vạn người và 300 cổ xe ra hãm đánh người Juda và đi đến Maresha. Asa ra đó người, dàn trận tại trong trũng Sephata gần Maresha. Asa cầu khẩn Jehovah Đức Chúa Trời mình mà rằng, Lại Đức giê trừ ra Chúa, chẳng có ai giúp đỡ người yếu thắng được người mạnh. Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi ơi, Xin hãy giúp đỡ chúng tôi, vì chúng tôi nương cậy nơi Chúa. Ấy là nhân danh Chúa mà chúng tôi đến đối địch cùng đoàn quân này. Đức Giê-hô-va ơi, Ngài là Đức Chúa Trời chúng tôi. Chớ để loài người thắng hơn Chúa. Đức Giê-hô-va bèn đánh dân Ethiopia tại trước mặt dân Juda và vua Asa. Quân Ethiopia chạy trốn. Asa và quân lính theo người đều đuổi chúng cho đến Gera quân Ethiopia ngã chết nhiều, đến đổi chẳng còn gượng lại được, vì chúng bị thua trước mặt Đức Giê-hô-va và đạo binh của Ngài. Người giu đoạt được của giặc rất nhiều, cũng hãm đánh các thành chung quanh Gia-ra, vì sự kinh khiếp của Đức Giê-hô-va dán trên các thành đó. Rồi quân lính Asa cướp lấy hết thảy của cải trong các thành ấy, vì trong nó có của cải rất nhiều lại cũng đánh phá các chuồng súc vật, bắt đem đi rất nhiều chiên và lạc đà, đoạn trở về Jerusalem. Chương 15 Thần Đức Chúa Trời cảm động Asaria, con trai của Odet, người đi ra đón Asa mà nói với người rằng, Hỡi Asa, cả Judah và Benjamin hãy nghe lời ta. Các ngươi theo Đức Giê-hô-va chừng nào, thì Đức Giê-hô-va ở với các ngươi chừng nấy. Nếu các ngươi tìm Ngài, ác sẽ gặp Ngài được. Nếu các ngươi lìa bỏ Ngài, thì Ngài sẽ lìa bỏ các ngươi. Đã lâu ngày, Israel không có Chúa thật, không có thầy tế lễ dạy dỗ, cũng chẳng có luật pháp. Song trong lúc khốn khó, chúng trở lại cùng Jehovah Đức Chúa Trời của Israel mà tìm cầu Ngài thì lại gặp Ngài đặng. Trong thì ấy, dân của xứ phải bị sự rối loạn nhiều, kẻ ra kẻ vào không được bằng yên nước này dày đạp nước kia, thành này dày đạp thành nọ, vì Đức Chúa Trời lấy đủ thứ khổ nạn làm cho chúng rối loạn. Song các ngươi hãy mạnh lòng, tay các ngươi chớ nhát sợ, vì việc các ngươi làm sẽ được phần thưởng. Khi Asa đã nghe các lời này và lời tiên tri của tiên tri Odet, thì dục lòng mạnh mẽ, bèn trừ bỏ những thần tượng gớm ghiếc khỏi cả đất Judah và Benjamin, cùng khỏi các thành người đã đoạt lấy trên miền núi Ephraim. Người tu bổ lại cái bàn thờ của Đức Giê-hô-va ở trước hiên cửa Đức Giê-hô-va. Người nhóm hiệp hết thảy người Judah, người Benjamin và kẻ khách thuộc về chi phái Ephraim, Manasseh và Simeon vẫn kêu ngủ với chúng. Vì có nhiều người Israel khi thấy rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Asa ở cùng người thì đều về đằng người. Tháng 3, năm 15 đời Asa, chúng nhóm hiệp tại Jerusalem. Nhằm ngày ấy, họ lấy trong các súc vật mình đã đoạt được dẫn về 700 con bò đực và bảy ngàn con chiên mà tế lễ Đức Giê-hô-va. Chúng toàn ước nhau hết lòng hết ý tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Và hễ ai không tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel thì sẽ bị xử tử vô luận nhỏ hay lớn, nam hay nữ chúng cất tiếng lớn mà thề cùng Đức Giê-hô-va, reo mừng, thổi kèn, thổi còi. Cả giu đều vui mừng về lời thề ấy, vì chúng hết lòng mà phát thề và hết ý tìm cầu Đức Giê-hô-va, rồi chúng tìm gặp Ngài Đặng. Đức Giê-hô-va bèn ban cho chúng được bình an bốn phía. Vả lại vì Ma-a-ca, mẹ vua A-sa, đã làm một hình tượng gớm ghê cho thần Asherah, nên vua Asa lột chức thái hậu của bà đánh đổ hình tượng ấy và nghiền nát đi rồi thiêu đốt trong chủng xếp rôn song các nơi cao không phá dở khỏi Israel Dù vậy, lòng Asa vẫn trọn lành cả đời người Người đem vào đền của Đức Giê-hô-va các vật thánh của cha người và những vật mà chính mình người đã biệt riêng ra thánh hoặc vàng, hoặc bạc, hay là những khí dụng chẳng có giặc giả cho đến năm thứ 35 đời Asa Chương 16 Năm thứ 36 Asha, ba mươi sáu đời Asa, Ba Esa vua Israel đi lên đánh Judah, cất đồn lũy Rama, để làm cho dân sự của Asa vua Judah không ra vào được. Khi ấy, Asa lấy bạc vàng ở trong kho của đền Đức Giê-hô-va và trong kho của cung vua, gửi đến Ben-Hadad vua Syri ở tại Đa mà rằng, Chúng ta hãy lập giao ước với nhau, y như thân phụ của tôi và thân phụ của ông đã làm. Kìa, tôi gửi dân cho ông bạc và vàng. Hãy đi hủy ước của ông với ba Esa vua Israel để người xa khỏi tôi. Bên Hadad nghe thơ lời vua Asa, bèn sai các tướng đạo binh mình đi hãm đánh các thành của Israel, chiếm lấy I-yon, Dan, Abin Maim cùng các thành kho tàng của đất Nephtali. xảy khi ba Esa hay điều đó, liền thôi xây đồn Rama và bãi công việc. Vua Asa bèn nhóm hết thảy người Juda, chúng lấy đem đi đá và gỗ mà Baesa đã dùng xây cất Rama, rồi Asa dùng đồ ấy xây cất Ghe-ba và Midba. Trong khi ấy, đấng tiên kiến Hanani đến cùng Asa vua Juda mà nói rằng: Bởi vì vua nương cậy vua Shiri, không nương cậy nơi Jehovah Đức Chúa Trời của ông, nên đạo quân vua Shiri đã thoát khỏi tay ông dân Ethiopia và dân Libya há chẳng phải một đạo quân đông lắm sao? Xe và lính kỵ họ há chẳng phải nhiều lắm ư? Dẫu vậy, bởi vua nhờ cậy Đức Giê-hô-va nên Ngài phó chúng nó vào tay vua. Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. Trong việc này, vua có cư xử cách dạ dột, nên từ này về sau, vua sẽ có giặc giả. Asa nổi giận đấng tiên kiến, đem cầm tù người, vì tại việc ấy vua tức giận người lắm. Trong lúc đó, Asa cũng hà hiếp mấy người của dân sự. Này các công việc của Asa, từ đầu đến cuối, đều đã chép trong sách các vua Juda và Israel. Năm thứ 39 đời Asa trị vì, Asa bị đau chân, đến đổi nặng lắm. Trong cơn bệnh, người không tìm kiếm Đức Giê-hô-va, nhưng tìm kiếm những thầy thuốc Asa an giấc cùng tổ phụ người Băng Hà Năm thứ 41 đời người trị vì Người ta chôn người nơi mồ mã Chính người đã đào cho mình Trong thành David Để người nằm trên một cái giường đầy thuốc thơm Chế theo phép hòa hương Đoạn người ta xông hương cho người Rất nhiều Chương 17 Yosafat Con trai Asa cai trị thế cho người người làm cho nước mình ra mạnh để nghịch cùng Israel, đặt những cơ binh nơi các thành bền vững của Judah, lập đồn trong xứ Juda và trong các thành Ephraim mà Asa cha người đã chiếm lấy. Đức Giê-hô-va ở cùng Josaphat vì người đi theo đường lối đầu tiên của David tổ phụ mình, không tìm cầu thần ba anh, nhưng tìm cầu Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, giữ theo các điều răn của Ngài, chứ chẳng làm như Israel. Vì vậy, Đức Giê-hô-va khiến nước vững chắc trong tay người. Cả Juda dâng lễ vật cho giô sa phát người được của cải nhiều và sự vinh hiển lớn. Người vững lòng theo các đường lối của Đức Giê-hô-va, lại phá dỡ các nơi cao và những thần tượng Asera khỏi Juda. Năm thứ ba, đời giô sa phát trị vì người sai các tôi tớ mình là ben hai Obadia, Sachari, Nathanael và Micaiah đi dạy dỗ trong các thành xứ Juda. Có mấy người Lê đi với họ là Shemaya, Nethania, Sebadia, Asaen, Shemiramot, Jonathan, Adonia, Tobia và Tobadonia. Lại có Elishama và Joram, hai thầy tế lễ cũng đi nữa. Chúng có đem theo mình sách luật pháp của Đức Giê-hô-va đi vòng các thành xứ Juda mà dạy dỗ dân sự. Đức Giê-hô-va khiến các nước ở bốn phía của Juda kinh hãi, chẳng dám chinh chiến với Sa-phát. Có dân Philippines đem dân cho Sa-phát những lễ vật và bạc cống thuế. Người Ả Rập cũng dẫn đến cho người những bầy súc vật, 7.700 con chiên đực và 7.700 con dê đực. Sa-phát càng ngày càng cường đại cho đến tột bực. Người xây cất trong xứ Juda những đền đài và thành kho tàng. Người có nhiều công việc trong các thành Juda và tại Jerusalem có những lính chiến mạnh dạng. Đây là sổ kể các người ấy tùy theo nhà tổ phụ họ. Về Juda có những quan tướng ngàn người là Akna làm đầu, người lãnh 30 vạn người mạnh dạng. Kế người có Yohanan làm đầu, người lãnh hai mươi tám vạn người mạnh dạng. sau người này có Amashia, con trai của Siê-ri, là người vui lòng dân mình cho Đức Giê-hô-va. người lãnh hai mươi vạn người mạnh dạng. về Benjamin, có Eliada là người mạnh dạng, người lãnh hai mươi vạn quân cầm cung và khiên. kế người có Giê-hô-sa-bát, người lãnh 18 tám vạn binh đều sắm sửa ra trận. đó là những người giúp việc vua trừ ra những người mà vua đã đặt trong các thành bền vững khắp xứ Juda. Chương 18. phát đã được nhiều của cải và sự vinh hiển, bèn kết suy gia cùng Ahab. Cách một vài năm, người đi xuống Ahab tại Samari. Ahab giết nhiều chiên bò ăn mừng Josaphat và dân sự theo người, rồi khuyên người đi lên hãm đánh Ramoth tại Galaat Ahab vua Israel nói với Josaphat vua Judah rằng Vua muốn đến cùng tôi hãm đánh Ramoth tại Gala Ác chăng? Người đáp, tôi cũng như vua, dân sự tôi cũng như dân sự vua, tôi sẽ cùng vua đi chinh chiến. Josaphat lại nói với vua Israel rằng Tôi xin vua hãy cầu vấn Đức Giê-hô-va trước đã. Vua Israel nhóm các tiên tri, số là 400 người mà hỏi rằng, chúng ta có nên đánh ra mốt tại Gala hay là chẳng nên? Chúng đáp rằng, hãy đi lên, Đức Chúa Trời sẽ phó nó vào tay vua. Nhưng vô phát tiếp rằng, ở đây còn có một đấng tiên tri nào khác của Đức Giê-hô-va để chúng ta hỏi người ấy chăng? Vua Israel đáp với vô phát rằng, còn có một người tên là Mi-chê, con trai của Diêm-la, nhờ người ấy ta có thể cầu vấn Đức Giê-hô-va. Nhưng tôi ghét người, vì người không hề nói tiên tri lành về tôi, bèn là giữ luôn. giô sa phát nói, xin vua chớ nói như vậy. Vua Israel bèn gọi một hoàng quan đến mà bảo rằng, hãy đòi mi chê, con trai diêm la đến lập tức. Và vua Israel và Yosafat vua Judah mỗi người đều mặc đồ triều phục, đang ngồi trên ngai mình ở nơi sân đạp lúa tại cửa thành Samari. Còn hết thảy các tiên tri nói tiên tri ở trước mặt hai vua. Sê -đê kia con trai Kenana, làm lấy những sừng bằng sắt và nói rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy. Với các sừng này, vua sẽ bán dân Syri cho đến khi diệt hết chúng nó. Các tiên tri đều nói một cách mà rằng, hãy đi lên đánh ra mốt tại Galaad, ác vua sẽ được thắng vì đức giê-hô-va sẽ phó thành ấy vào tay vua Vả, sứ giả đã đi đòi mi chê nói với người rằng này những tiên tri đều đồng thanh báo cáo sự lành cho vua vậy tôi xin ông cũng hãy lấy lời như lời của họ mà báo cáo điều lành nhưng mi chê đáp rằng nguyện đức giê-hô-va hằng sống hễ sự gì đức chúa trời ta sẽ phán dặn thì ta sẽ nói cho khi người đã đến cùng vua vua bèn hỏi rằng hỡi miche chúng ta có nên hãm đánh ra mốt tại gala ác hay là chẳng nên đi người đáp hãy đi lên vua sẽ được thắng chúng nó sẽ bị phó vào tay hai vua vua nói với người rằng biết bao lần Ta đã lấy lời thề buộc người nhân danh Đức Giê-hô-va nói chân thật với ta. Mi-chê đáp: Tôi thấy cả Israel tán lạc trên các núi như bầy chiên không có người chăn. Và Đức Giê-hô-va có phán rằng: Những kẻ ấy không có chủ, ai nấy hãy trở về nhà mình bình an. Vua Israel nói với Giô-sa-phát rằng: Tôi há chẳng có nói với vua rằng người không nói tiên tri điều lành về việc tôi bèn là điều dữ sao? mi chê lại tiếp. Vậy hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Tôi thấy Đức Giê-hô-va ngự trên ngôi ngài, còn cả đạo binh trên trời đứng chầu bên hữu và bên tả. Đức Giê-hô-va phán rằng: Ai sẽ đi dụ A-háp vua Israel để người đi lên Ra-mốt tại Gala-át mà ngã chết ở đó? Rồi người nói cách này, kẻ nói cách khác. Bây giờ có một thần đi ra, đứng trước mặt Đức Giê-hô-va mà thưa rằng: tôi sẽ đi dụ người. Đức Giê-hô-va phán hỏi, dụ làm sao? Thần thưa lại rằng, tôi sẽ đi ra làm một thần nói dối trong miệng các tiên tri của người. Đức Giê-hô-va phán, phải, ngươi sẽ dụ người được, hãy đi làm như người. Vậy bây giờ, hãy xem Đức Giê-hô-va đã đặt một thần nói dối trong miệng các tiên tri của vua và Đức Giê-hô-va đã phán sẽ giáng họa trên vua. Sê-đê-kia, con trai của Kenana, đi đến gần, vả mi chê nơi má mà nói rằng, Thần Đức Giê-hô-va có từ khỏi ta mà đi ngã nào đặng mất bảo cho ngươi? mi chê đáp, kìa, trong ngày ngươi chạy từ phòng này qua phòng kia đặng ẩn lánh, thì sẽ biết điều đó. Vua Israel truyền lệnh rằng, hãy bắt mi chê dẫn đến Amon là quan cai thành, và cho vô ách con trai của vua rồi hãy nói. Vua bảo như vậy, hãy bỏ tù người này, lấy bánh và nước khổ nạn mà nuôi nó cho đến khi ta trở về bình an. Mi bèn nói, nếu vua trở về bình an, ắt Đức Giê-hô-va không có cậy tôi phán. Người lại nói, hỡi chúng dân, hết thảy, hãy nghe điều đó. Vậy, vua Israel và Josaphat vua Juda đồng đi lên Ramoth tại Galaad. Vua Israel nói với Josaphat rằng: Tôi sẽ cải dạng ăn mặc rồi ra trận, còn vua hãy mặc áo sống vua. Vua Israel bằng ăn mặc cải dạng rồi hai người đi ra trận. Và vua Siri có truyền lệnh cho các quan cai xe mình rằng chớ áp đánh ai hoặc nhỏ hay lớn nhưng chỉ một mình vua Israel mà thôi. Sải khi các quan cai xe thấy Josaphat thì nói rằng, ấy là vua Israel. Chúng bèn xây lại đặng áp đánh người. Josaphat kêu la lớn, Đức Giê-hô-va tiếp cứu người và Đức Chúa Trời khiến chúng gian xa khỏi người. Vậy, sải khi các quan cai xe thấy chẳng phải vua Israel thì thối lại chẳng đuổi theo nữa. Bây giờ, có một người tình cờ dương cung bắn vua Israel trúng nhầm vua nơi mối giáp đâu lại. Ahab nói với người đánh xe mình rằng hãy quay cương lại đem ta ra khỏi hàng quân vì ta bị thương nặng. Trong ngày đó, thế trận càng thêm dữ dội. Song vua Israel đứng viện trên xe mình đối mặt cùng dân Syria cho đến buổi chiều người chết vào lối mặt trời lặn. Chương 19 chín. Sa Phát vua Giuda trở về bình an nơi cung mình tại Jerusalem. Jehu, con trai của Hanani, đấng tiên kiến, đi ra đón vua Vô Sa Phát mà nói rằng: Vua hái giúp đỡ kẻ hung ác và thương mến kẻ ghen ghét Đức Giê-hô-va sao? Bởi cớ đó có cơn giận của Đức Giê-hô-va đến trên vua nhưng trong vua có điều lành, vì vua có trừ diệt khỏi xứ những thần Asera và rắp lòng tìm cầu Đức Chúa Trời. Yosafat ở tại Jerusalem, đoạn người lại đi ra tuần soát dân sự từ BEC3 -E cho đến núi Ephraim, dẫn dắt chúng trở về cùng Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ họ. Người lập quan xét trong khắp nước, tại các thành bền vững của Judah, thành nào cũng có. Rồi người bảo các quan xét rằng, hãy cẩn thận việc các người làm, vì chẳng phải vì loài người mà các ngươi xét đoán đâu, bèn là vì Đức Giê-hô-va. Ngài sẽ ở cùng các ngươi trong việc xét đoán. Vậy bây giờ, phải kính sợ Đức Giê-hô-va, khá cẩn thận mà làm, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta chẳng trái phép công bình, chẳng thiên vị người, chẳng nhận của hối lộ. Lại Giô-sa-phát cũng chọn mấy người Lê Vi, thầy tế lễ và trưởng tộc của Israel, đặt họ tại Jerusalem, đặng vì Đức Giê-hô-va mà đoán xét và phân xử việc kiện cáo. Chúng đều trở về Jerusalem. Người dạy biểu chúng rằng, các ngươi phải kính sợ Đức Giê-hô-va, lấy lòng trọn lành trung tín mà làm như vậy. Hễ có anh em các ngươi ở trong các thành họ, đem đến trước mặt các ngươi việc tranh tụng nào, hoặc vì sự đổ huyết, hoặc vi phạm luật lệ và điều răn giới mạng và pháp độ thì các ngươi phải dạy bảo họ chớ phạm tội cùng Đức Giê-hô-va e có cơn giận nghịch cùng các ngươi và anh em các ngươi các ngươi làm như vậy ác không gây cho mình mắc tội này thầy tế lễ cả Amaria sẽ quản lý những việc thuộc về Đức Giê-hô-va và Sebadia con trai Ishmael trưởng tộc chi phái Juda sẽ quản lý những việc thuộc về vua trước mặt các ngươi cũng có những người Lê Vi làm quan cai. Các ngươi khá làm việc cách can đảm vì Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng người thiện. Chương 20 Sau các việc này, xảy có dân Mô-áp, dân Am-môn và những người ma nít ở cùng họ, kéo đến đặng đánh giặc với giô sa phát Bây giờ có người đến thuật cho giô sa phát mà rằng, có một đám quân rất đông từ bên bờ kia của biển từ nước Syri mà đến hãm đánh vua. Kìa, chúng đang ở tại hát sát son ma cũng gọi là Engedi. phát sợ hãi, rắp lòng tìm cầu Đức Giê-hô-va và rao khắp xứ Juda phải kiên ăn một ngày. Juda nhóm lại đặng cầu Đức Giê-hô-va cứu giúp. Người ta ở các thành Juda đều đến đặng tìm cầu Đức Giê-hô-va. Giô-sa-phát đứng trong hội chúng Juda và Jerusalem tại trong đền của Đức Giê-hô-va trước hành lang mới mà cầu nguyện rằng: Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi, Ngài há chẳng phải là Chúa ở trên các tầng trời sao? Há chẳng phải đấng quản trị muôn dân muôn nước sao? Ở nơi tay Chúa có quyền thế năng lực, chẳng ai chống trả Chúa cho nổi. Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi, ngài há chẳng phải đã đuổi dân ở xứ này khỏi trước mặt dân israel của ngài mà ban xứ ấy cho dòng dõi abraham là bạn hữu chúa làm sản nghiệp đời đời sao chúng đã ở đó và đã cất cho danh chúa một đền thánh mà rằng nếu tai họa dáng trên chúng tôi hoặc gươm giáo hoặc sự đoán phạt hoặc dịch hạch hay là cơn đói kém thì chúng tôi sẽ đứng trước đền này và trước mặt chúa vì danh Chúa ở trong đền này mà kêu cầu Chúa trong sự gian nan chúng tôi thì Chúa sẽ vũ nghe và giải cứu cho. Trong lúc dân Israel từ xứ Ai Cập lên, Chúa có cấm họ loán đến xứ dân Amôn, dân Moab và người ở núi Seir. Dân Israel xây khỏi chúng nó, không diệt chúng nó đi. Kìa, chúng nó báo lại chúng tôi giường nào, đến toan đuổi chúng tôi khỏi sản nghiệp chúa đã ban cho chúng tôi nhận lấy hỡi đức chúa trời chúng tôi ôi chớ thì ngài sẽ không xét đoán chúng nó sao vì nơi chúng tôi chẳng còn sức lực gì đối địch cùng đám quân đông đảo này đang đến hãm đánh chúng tôi và chúng tôi cũng không biết điều gì mình phải làm nhưng con mắt chúng tôi ngửa trông chúa cả yuda đều đứng tại trước mặt Đức Giê-hô-va với các đứa nhỏ, vợ và con cái mình. Bây giờ, tại giữa hội chúng, thần Đức Giê-hô-va cảm động gia ha si con trai Sa-cha-ri, cháu Benaya, chắc giê hi en chít ma tha là người Lê-vi thuộc về dòng A-sáp mà phán rằng Hỡi các người Judah và dân cư thành Jerusalem cùng vua Yô-sa-phát hãy nghe. Đức Giê-hô-va phán cho các ngươi như vậy. Chớ sợ, chớ kinh hãi bởi cớ đám quân đông đảo này, vì trận giặc này chẳng phải của các ngươi đâu, bèn là của Đức Chúa Trời. Ngày mai, hãy đi xuống đón chúng nó. Kìa, chúng nó đi lên dốc xít. Các ngươi sẽ gặp chúng nó nơi đầu trũng, trước mặt đồng vắng giê Trong trận này, các ngươi sẽ chẳng cần gì tranh chiến hãy dàn ra đứng yên lặng mà xem thấy sự giải cứu của Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Hỡi giu và Giê-ru-sa-lem, chớ sợ, chớ kinh hãi. Ngày mai hãy đi ra đón chúng nó vì Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. giô bèn cúi sấp mặt xuống đất và cả giu và dân cư thành Giê-ru-sa-lem đều sấp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va mà thờ lại Ngài. Người Lê-vi về dòng Kê-hát và về dòng Cô-rê đều đứng dậy cất tiếng lớn mà khen ngợi Jehovah Đức Chúa Trời của Israel. Buổi sớm mai, chúng đều chỗ dậy thật sớm, kéo ra đồng vắng thê cô A. Đang lúc chúng đi, Dô-sa-phát đứng tại đó mà nói rằng, Hỡi người Juda và dân cư thành Jerusalem hãy nghe ta. Khá tin cậy Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, thì các ngươi sẽ vững chắc. Hãy tin các đấng tiên tri Ngài, thì các ngươi sẽ được may mắn. Khi người đã bàn nghị với dân sự, bèn lập những người ca sướng cho Đức Giê-hô-va, mặc áo lễ thánh mà đi ra trước cơ binh ngợi khen Chúa rằng: Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự thương xót Ngài hằng có đời đời. Đang lúc chúng khởi ca hát và ngợi khen, thì Đức Giê-hô-va đặt phục binh xông vào dân Amôn, dân Mô-áp và những kẻ ở núi Seir đã đến hãm đánh giu và các dân ấy đều bị bại dân Amun và dân Moab dấy lên đánh dân ở núi Seir, đặng diệt chúng nó đi. Khi đã diệt dân ở Seir rồi, thì chúng lại trở giết lẫn nhau. Khi dân Juda đến tháp canh nơi đồng vắng, nhìn đến đám quân đông đảo, thì thấy những thây nằm sải trên đất, chẳng có một ai thoát khỏi được. Josaphat và dân sự người đến cướp lấy tài vật của chúng, thấy có nhiều của cải, xác chết và đồ quý báu bèn cướp lấy cho đến chừng đem đi không đặng. Họ cướp lấy tài vật trong ba ngày vì là rất nhiều. Qua ngày thứ tư, họ nhóm hiệp tại trũng Beraka vì nơi đó họ ngợi khen Đức Giê-hô-va. Bởi cớ ấy, người ta đặt tên chỗ đó là trũng Beraka cho đến ngày nay. Hết thảy người Juda và người Jerusalem cùng Josaphat đi đầu trước, trở về Jerusalem cách vui vẻ, vì Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng vui mừng vì các quân thù nghịch mình bị đánh bại, chúng gãy đờn cầm, đờn sắt và thổi sáo mà trở về Jerusalem đến đền của Đức Giê-hô-va. Khi các nước thiên hạ nghe Đức Giê-hô-va đã đánh bại quân thù nghịch của Israel thì lấy làm kinh hãi Đức Chúa Trời. Vậy, nước của Giô-sa-phát được hòa bình vì Đức Chúa Trời người ban cho người sự an nghỉ bốn bên. Vậy, Giô-sa-phát làm vua nước Giu-đa khi lên ngôi thì tuổi được 35 và người cai trị 25 năm tại Jerusalem. Tên mẹ người là Asuba, con gái của Shili. Người đi theo con đường của Asa, cha người, không lìa bỏ, làm điều ngay thẳng trước mặt Đức Giê-hô-va. Song người không trừ bỏ các nơi cao và dân sự chưa dốc lòng tìm cầu Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Các công việc khác của giô từ đầu đến cuối đều chép trong truyện Jehu, con trai Hanani, và truyện ấy đã đem vào sách các vua Israel. Sau việc đó, Josaphat, vua Juda, kết giao với Achazia vua Israel. Người này ăn ở rất gian ác. Hai vua hội hiệp nhau, đặng đóng tàu vượt đi Tareshi. Họ đóng tàu tại Esion-Geber. Khi ấy, Eliezer, con trai Dodava ở Maresha, nói tiên tri về vua Yosafat mà rằng Bởi vì vua kết giao với Achasia, nên Đức Giê-hô-va đã hủy phá công việc vua. Những tàu bèn bị bể nát, không vượt đi Ta-rê-si được. Chương 21 Yosafat an giấc cùng tổ phụ mình, được chôn trong thành David với tổ phụ người. Yoram, con trai người cai trị thế cho người người có các em ruột, tức là những con trai Yosafat, Asaria, Yehien, Sachari, Asariu, Mikaen và Shephatia. Các người này đều là con trai của Yosafat, vua Israel. Vua cha có ban cho chúng nhiều của cải bằng bạc và vàng, những bửu vật với các thành vững bền trong xứ Judah, những người ban ngôi nước cho Yoram bởi vì người là con trưởng khi Joram lên ngôi nước cha mình làm cho mình mạnh mẽ, bèn lấy gươm giết các em mình và mấy người quan trưởng của Israel. Joram được 32 tuổi khi lên ngôi làm vua và người cai trị 8 năm tại Jerusalem. Người đi trong con đường của các vua Israel theo điều nhà Ahab đã làm vì người có cưới con gái Ahab làm vợ. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va nhưng vì Đức Giê-hô-va đã lập giao ước với David, bởi Ngài đã hứa rằng sẽ ban một ngọn đèn cho người và cho con cháu người đến đời đời, nên Ngài không muốn diệt nhà David. Trong đời ê Edom phản nghịch cùng Juda và lập một vua cho mình. Dô-ram với các quan tướng và các xe của mình, ban đêm chổi dậy, kéo ra đánh Edom đã vây phủ mình và các quan cai xe. Xong Edom giấy nghịch không phục dưới tay Juda cho đến ngày nay. Cũng trong một lúc ấy, Lipna phản nghịch, không phục dưới tay Yoram nữa, bởi vì người đã lìa bỏ Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ người. Người cũng lập những nơi cao trong các núi Juda, xưa cho dân cư thành Jerusalem thông dâm và khiến cho dân Juda lầm lạc. Đấng tiên tri Eli gửi thơ cho Yoram mà nói rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của David tổ phụ ông đã phán như vậy. Bởi vì ngươi không đi theo đường lối của Josaphat cha ngươi, lại cũng chẳng đi theo con đường của Asa vua Juda, nhưng đã đi theo đường lối của các vua Israel, xui cho người Juda và dân cư thành Jerusalem thông dâm, y như nhà Ahab đã làm vậy. Và cũng đã giết các em ngươi về nhà cha của ngươi là những người tốt hơn ngươi. Này, Đức giê sẽ giáng họa lớn trên dân sự ngươi trên con cái ngươi, trên các vợ ngươi, cùng trên các tài vật của ngươi. Còn chính mình ngươi sẽ bị bệnh trong gan ruột càng ngày càng nặng, cho đến đổi gan ruột tan rớt ra. Vả lại Đức Giê-hô-va khiêu lòng dân Philippines và dân Ả Rập ở gần bên dân Ethiopia nghịch với Yoram. Chúng kéo lên hãm đánh Juda, lấn vào trong cả xứ, đoạt lấy các tài vật thấy trong cung điện vua và bắt các vương tử cùng hậu phi của người đi làm phu tù đến nỗi trừ ra Yoacha, con trai út người, thì chẳng còn sót lại cho người một con trai nào hết. Sau các việc ấy, Đức Giê-hô-va hành hại người, khiến cho bị bệnh bất trị trong ruột. Ngày qua tháng luộn, sảy cuối năm thứ nhì, thì ruột gan Yoram vì bệnh tan rớt ra và người chết cách đau đớn dữ tợn. Dân sự không xông thuốc thơm cho người như đã xông cho tổ phụ người khi người lên ngôi thì tuổi được 32 và người cai trị 8 năm tại Jerusalem. Người qua đời chẳng ai tiếc người. Người ta chôn người trong thành David, song chẳng phải tại mồ các vua. Chương 22. Dân cư thành Jerusalem lập Achasia, con trai út của Joram, làm vua thay vì người. Vì đạo quân đến với dân Ả Rập, xông vào trại quân đã giết các con trai lớn hơn người. Ấy vậy, Achasia, con trai Yoram, vua Yuda, lên ngôi làm vua. Achasia được 22 tuổi khi người tức vị. Người cai trị một năm tại Jerusalem. Tên mẹ người là Athali, con gái của Omri. Người cũng đi theo các đường lối của nhà Ahab, vì mẹ người là kẻ bài mưu dục người làm điều ác. Người làm những điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va như nhà Ahab đã làm. Vì sau khi vua cha qua đời, nhà Ahab làm kẻ bày mưu cho người, gây cho người bị bại hoại. Người cũng theo mưu trước của chúng mà đi với Yoram con trai Ahab, vua Israel, đến Ramot tại Galaad, đặng tranh chiến cùng Hazael vua Syri. Dân Syri làm cho Yoram bị thương. Người bèn trở về Gitreen, đặng chữa lành các dấu thương người đã bị tại Rama khi đánh giặc với Hazael vua Syri. Achasia con trai Yoram vua Juda đi xuống Gidreel đặng thăm bệnh Yoram con trai Ahab. Việc Achsia đi đến cùng Yoram bởi ý Đức Chúa trời và gây cho người bị bại hoại. Vì khi người đến tận nơi bèn cùng Yoram kéo ra đánh Jehu con trai Nimshi là người Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho đặng trừ diệt nhà Ahab. Xảy đang khi Jehu trừ diệt nhà Ahab lại gặp được các quan trưởng Judah và các con trai của anh em Achasia vẫn phục sự người, thì liền giết chúng nó đi. Người cũng tìm Achasia đang ẩn tại Samari. Người ta bắt người, dẫn đến cùng Jehu rồi giết người đi. Đoạn họ chôn người vì nói rằng, hắn là con trai của Yosafat, tức người hết lòng tìm cầu Đức giê Trong nhà Achasia, chẳng còn ai có thể giữ quyền cai trị nước được. Và khi Athali, Mẹ của Achashia thấy con trai mình đã chết, bèn chối dậy, diệt cả dòng giống vua Juda. Nhưng Yosabath, con gái của vua, bồng trộm Joach, con trai của Achashia, đem khỏi vòng các con trai vua mà người ta toan giết, rồi để nó và kẻ vú nó trong phòng ngủ. Như vậy, Yosabath, con gái của vua Yoram, vợ thầy tế lễ Jehoiada, giấu vô ách khỏi trước mắt Athali và Athali không giết nó được. Yosabat là em gái của Achasia. Yoach bị ẩn giấu với họ trong 6 năm tại đền thờ của Đức Chúa Trời, còn Athali cai trị trên xứ. Chương 23 Năm thứ bảy, Jehoiada làm cho mình nên mạnh với các quan tướng cai trăm người là Asaria, con trai của Jeroham, Ishmael con trai của Yohanan, Asaria con trai của Obed, Maaseya con trai của Adaya và Elishaphat con trai của Siri và lập giao ước với các người ấy. Những người ấy đi khắp xứ Juda và từ các thành Juda, nhóm người Levi và các trưởng tộc của Israel, rồi họ đều đến Jerusalem. Cả hội chúng đều lập giao ước với vua tại trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Jehoiada nói với chúng rằng, Này, con trai của vua sẽ cai trị theo lời Đức Giê-hô-va đã phán về con cháu David. Này, điều các ngươi sẽ làm. Một phần ba trong các ngươi, tức những thầy tế lễ và người Lê Vi, đến phiên trong ngày sa bát sẽ giữ cửa. Một phần ba sẽ vào trong cung vua và một phần ba ở nơi cửa giê sốt, còn cả dân sự sẽ ở nơi hành lang của đền Đức Giê-hô-va chớ để ai vào trong đền của Đức Giê-hô-va ngoại trừ những thầy tế lễ và các người Lê-vi phục sự. Họ sẽ vào bởi vì họ thánh sạch. Cả dân sự sẽ giữ mạng lệnh của Đức Giê-hô-va. Người Lê-vi sẽ vây chung quanh vua, ai nấy đều cầm binh khí nơi tay. Hễ ai vào đền thờ thì sẽ bị giết. Các ngươi khá theo hầu vua khi người đi ra đi vào. Người Lê-vi và cả Yuda đều làm theo lời thầy tế lễ Jehoiada đã dặn bảo. Mỗi người đều lãnh kẻ thủ hạ mình, hoặc những kẻ vào phiên ngày sa bát hay là kẻ mãn phiên ngày sa bát vì thầy tế lễ Jehoiada không cho các phiên đổi về. Thầy tế lễ Jehoiada phát cho các quan tướng cai trăm người những giáo khiên nhỏ và lớn của vua David để trong đền Đức Chúa Trời. Người khiến dân chúng ai nấy cầm binh khí mình, sắp hàng đứng chung quanh vua dài theo bàn thờ và đền, từ bên hữu đền cho đến bên tả đền. Đoạn, chúng đem vương tử ra, đội mã triều thiên trên đầu người và trao luật pháp cho người, rồi tôn người làm vua. Jehoiada và các con trai người sức dầu cho người mà rằng, vua vạn tuế. Khi Athali nghe tiếng dân sự chạy và chúc tụng vua, thì đi đến cùng dân sự tại trong đền Đức Giê-hô-va. Bà xem thấy vua đứng trên cái sạp tại cửa vào. Các quan tướng và kẻ thổi kèn đứng gần bên vua. Còn cả dân sự của xứ đều vui mừng và thổi kèn. Lại có những kẻ ca sướng gãi nhạc khí mà ngợi khen Đức Chúa Trời. Athali bèn xé áo mình mà la lên rằng, Phản ngụy, phản ngụy. Thầy tế lễ Jehoiada đòi ra các quan tướng cai trăm người được đặt thống quản đạo quân mà biểu rằng hãy dẫn bà ra ngoài khỏi hàng quân hễ ai theo bà khá giết nó bằng gươm vì thầy tế lễ đã dạy rằng chớ giết bà tại trong đền thờ của đức giê-hô-va chúng bèn vẹt đường cho bà bà trở vào cung vua bởi nơi cửa ngựa vào rồi chúng giết bà tại đó giê hô -gia bèn lập giao ước với cả dân sự và với vua để chúng làm dân sự của Đức Giê-hô-va. Cả dân sự đều đi đến miễu ba anh, phá dở nó, đập bể bàn thờ và hình tượng nó, rồi giết ma thang thầy tế lễ của ba anh tại trước bàn thờ. Chiếu theo ban thứ David đã định trong đền của Đức Giê-hô-va, giê hô, -hô ya đa giao các chức sự về đền Đức Giê-hô-va vào tay những thầy tế lễ và người Lê-vi, đặng dân những của lễ thiêu cho Giê-hô-va cách ca hát vui mừng y theo điều đã chép trong luật pháp của môi xe và theo lệ David đã định. Người cũng đặt những kẻ canh cửa ở nơi các cửa đền Đức Giê-hô-va, hầu cho ai bị ô uế về vô luận sự gì đều chẳng được vào đó. Người lãnh lấy những quan tướng cai trăm người, kẻ tước vị và những người quan trưởng của dân cùng cả dân sự của xứ mà rước vua từ đền Đức Giê-hô-va xuống, đi vào cung vua bởi cửa trên, rồi đặt vua ngồi trên ngôi nước hết thảy dân sự của xứ đều vui mừng và thành được bình tĩnh. Và chúng đã giết Athali bằng gươm. Chương 24 Dô Ách được 7 tuổi khi người lên làm vua. Người cai trị 40 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Sibia, quê ở Beersheba. Dô Ách làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, trọn đời thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa. Jehoiada cưới hai vợ cho Dô-ách, người sanh được những con trai và con gái. Sau việc này, Dô-ách có ý tu bổ đền của Đức Giê-hô-va, bèn nhóm những thầy tế lễ và người Lê-vi mà bảo rằng: Hãy đi khắp các thành giu thâu lấy tiền bạc của cả Israel để hàng năm tu bổ lại cái đền của Đức Chúa Trời các ngươi. Khá làm việc này cho mau. Song người Lê-vi trì hoãn vua vời thầy tế lễ thượng phẩm Jehoiada mà bảo rằng cớ sao ngươi không có buộc những người Lê Vi từ Juda và Jerusalem đem nộp bạc thuế mà môi xe tôi tớ của Đức Giê-hô-va đã định cho hội chúng Israel phải dâng cho trại chứng cớ. Vì Athali, người nữ độc ác kia, và các con trai nàng đã phá hủy đền của Đức Chúa Trời, và chúng nó đã dâng các vật thánh của đền Đức Giê-hô-va cho thần Ba Anh. Vua bèn truyền dạy người ta đóng một cái hòm để phía ngoài cửa đền Đức Giê-hô-va. Rồi người ta rao cho khắp xứ giu và thành Giê-ru-sa-lem. Ai nấy phải đem dân cho Đức Giê-hô-va tiền thuế mà mô xe tôi tớ của Đức Chúa Trời đã định về Israel tại trong đồng vắng. Hết thảy các quan trưởng và các dân sự đều vui mừng, đem bạc đến bỏ vào trong hòm cho đến đầy. Khi người Lê-vi thấy trong hòm đựng nhiều bạc, bèn đem nó lên giao cho vua kiểm soát thơ ký vua và người của thầy tế lễ thượng phẩm đều đến chuốt hòm ra rồi đem để lại chỗ cũ. Mỗi ngày họ làm như vậy và thâu được rất nhiều bạc. Vua và giê giao bạc ấy cho những kẻ coi sóc công việc trong đền Đức Giê-hô-va. Họ mướn thợ đẽo đá và thợ mộc, đặng tu bổ đền Đức Giê-hô-va. Cũng mướn những thợ sắt và thợ đồng, đặng sửa lại đền của Đức Giê-hô-va. Vậy, các thợ làm công việc và nhờ tay họ việc tu bổ được thành. Chúng làm lại đền của Đức Chúa Trời như cũ và làm cho vững chắc. Khi đã làm xong, chúng bèn đem bạc còn dư lại đến trước mặt vua và Jehoiada. Người ta dùng bạc ấy làm những đồ lễ về đền Đức Giê-hô-va, tức những đồ dùng về việc phụng sự và về cuộc tế lễ, những chén và những khí dụng bằng vàng bằng bạc. Trọn đời Jehoiada, người ta hàng dân của lễ thiêu tại đền của Đức Giê-hô-va luôn luôn. Và giê hô đa đã trở về già, tuổi rất cao rồi qua đời. Lúc người thác được 130 tuổi. Người ta chôn người tại trong thành David chung với các vua, vì người có công lao trong Israel, có hầu việc Đức Chúa Trời và tu bổ đền của Ngài. Sau khi Giê-hô-ya-đa đã qua đời, các quan trưởng Judah đến chầu lại vua. Vua bèn nghe theo lời của chúng lìa bỏ đền Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời có tổ phụ mình, mà phục sự những thần A-sê-ra và các hình tượng. Tại cớ tội lỗi ấy, bèn có cơn giận của Chúa nghịch cùng Juda và Jerusalem. Đức Giê-hô-va sai các đấng tiên tri đến cùng chúng để dắt chúng trở lại cùng Đức Giê-hô-va, nhưng chúng không chịu nghe. Thần của Đức Chúa Trời cảm động Sa-cha-ri, con trai của thầy tế lễ Giê-hô-ya-da, người đứng dậy trước mặt dân sự mà nói rằng: Đức Chúa Trời phán như vậy. Cớ sao các ngươi phạm các điều răn của Đức Giê-hô-va? Các ngươi sẽ chẳng may mắn được vì đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va và Đức Giê-hô-va cũng đã lìa bỏ các ngươi. Chúng bèn phản nghịch với người và theo lệnh vua ném đá người tại trong hành lang của đền Đức Giê-hô-va. Ấy vậy, vua dô ách không nhớ đến sự nhân từ của giê hô đa cha của a cha đã làm cho mình nhưng giết con trai người đi khi người chết thì có nói rằng nguyện Đức Giê-hô-va xem xét và báo lại cho. Xảy khi đến cuối năm thì đạo binh Syri kéo lên hãm đánh vô áp Chúng nó loán đến Juda và Jerusalem giết các quan trưởng của dân rồi gửi hết những của cướp về cho vua tại Đa Mách. Đạo binh Syri kéo đến có ít người. Đức Giê-hô-va lại phó một đạo binh rất đông vào tay chúng nó bởi vì họ đã lìa bỏ Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Như vậy, dân Syri xử hình phạt cho vô ách. Khi chúng đã bỏ đi rồi, và chúng để người ở lại bị đau nặng, các đầy tớ người bèn phản nghịch cùng người vì cớ huyết của con trai thầy tế lễ Jehoiada giết người tại trên giường và người chết. Người ta chôn người tại trong thành David, song không phải trong mồ các vua. Này là những kẻ giấy nghịch cùng người. Sa Bác, con trai của Shime-ác, là đàn bà Amon, và Yosabat, Sa Bác, con trai Shimrit, là đàn bà Moab. Còn về việc các con trai người, số cống thuế người phải nộp và cuộc tu bổ đền của Đức Giê-hô-va thấy đều chép trong sách truyện các vua. Amasia, con trai người, cai trị thế cho người. Chương 25 Amasia được 25 tuổi khi người lên ngôi làm vua. Người cai trị 29 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Yoadan quê ở Jerusalem. Người làm điều thiện tại trước mặt Đức Giê-hô-va, song lòng không được trọn lành. Xảy khi nước người được vững chắc, thì người xử tử những đầy tớ đã giết cha mình. Nhưng người không xử tử các con trai chúng, theo điều đã chép trong sách luật pháp của Môi-se, như Đức Giê-hô-va đã phán dặn rằng, Cha sẽ chẳng phải chết vì con, con cũng sẽ chẳng phải chết vì cha, song mỗi người sẽ chết vì tội mình. Amasia, nhóm những người Juda, cứ theo họ hàng của tổ phụ Juda và Benjamin, mà lập những quan tướng cai ngàn người và cai trăm người, lại tu bộ những người từ 20 tuổi sắp lên, số cộng được 30 vạn người kén chọn ra trận được, cùng có tài cầm giáo và khiên. Người cũng mộ 10 vạn người mạnh dạn trong Israel giá 100 ta lân bạc. Nhưng có người của Đức Chúa Trời đến nói với người rằng, Hỡi vua, đạo binh Israel chớ kéo đi với vua, vì Đức Giê-hô-va chẳng ở cùng Israel, chẳng ở cùng các con cháu Ephraim. Còn nếu vua muốn đi thì hãy đi đi, khá làm cho mình mạnh mẽ mà chinh chiến đi. Đức Chúa Trời sẽ khiến vua ngã trước mặt quân thù, vì Đức Chúa Trời có quyền giúp cho thắng và cũng có quyền làm cho sa bại. Amasia nói với người Đức Chúa Trời rằng, còn về một trăm ta lưng bạc kia mà ta đã phát cho đạo binh Israel thì phải làm sao? Người của Đức Chúa Trời đáp, Đức Giê-hô-va có thể ban cho vua nhiều hơn số ấy. Vậy, Amasia phân rẽ đạo binh đã từ Ephraim đến cùng người, cho chúng trở về nhà. Tại cớ ấy, chúng giận Juda lắm và trở về nhà lấy làm nóng giận phần. Amasia làm dạng dĩ kéo dân sự mình đến trũng muối, đánh một vạn người của dân Seir. Dân Juda bắt sống một vạn người, đem chúng nó lên trên chót hòn đá, rồi từ trên chó hòn xô chúng nó xuống, thảy đều bị dập chết hết. Còn đạo binh mà Amasia khiến trở về, không cho đi ra trận với mình, thì xông vào các thành Juda từ Samari cho đến Beth Horon, đánh giết ba ngàn người tại đó và cướp lấy nhiều của cải. Khi Amasia đánh được dân Edom trở về thì đem các thần của dân Seir về, lập lên làm thần của mình, quỳ lại trước mặt chúng nó và đốt hương cho. Vì vậy, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng Amasia. Ngài sai một đấng tiên tri đến nói với người rằng: "Cớ sao ngươi đi cầu các thần không giải cứu được dân tộc thờ lại chúng nó khỏi tay ngươi?" Sảy khi đấng tiên tri tâu với vua, thì vua bảo người rằng: ta há lập ngươi làm mưu sĩ cho vua sao? Hãy thôi đi, kẻo ta đánh ngươi chăng? Đấng tiên tri bèn thôi và nói rằng: tôi biết rằng Đức Giê-hô-va đã quyết định hủy diệt vua, bởi vì vua đã làm điều ấy và không nghe lời tôi. Amasia vua Juda mưu nghị rồi, thì sai đến Joach, con trai cha cháu Jehu vua Israel, mà nói rằng: hãy đến để chúng ta thấy nhau. Joach vua Israel sai sứ đến Amasia vua Juda mà nói rằng cây gai ở Liban có sai đến nói với cây bá hương ở Liban rằng hãy gả con gái ngươi cho con trai ta làm vợ. Xong có một con thú đồng ở Liban đi ngang qua giày đạp cây gai đi. Ngươi nói này ta đã đánh Edom lòng ngươi là tự cao tự khoe. Bây giờ khá ở trong nhà ngươi cớ sao làm cho mình mắc họa và khiến cho ngươi và Juda phải sa ngã. Amasia không nghe lời, vì điều đó do ý Đức Chúa trời để phó chúng vào tay kẻ thù nghịch, bởi vì chúng có tìm kiếm các thần của Edom. Joash vua Israel kéo lên, người và Amasia vua Juda bèn thấy nhau tại Bethshemesh trong xứ Juda. Quân Juda bị quân Israel đánh đuổi bèn chạy trốn, ai về trại nấy. Tại Bethshemesh, Joash vua Israel bắt Amasia vua Juda, con trai Joash cháu Yoacha, điệu người về Jerusalem. Đoạn người phá vách thành từ cửa Ephraim cho đến cửa gấp một khúc dài 400 thước. Người lấy hết vàng, bạc và những khí dụng ở trong đền của Đức Chúa Trời, có Obed Edom coi giữ, cùng các bửu vật của cung vua. Người cũng bắt kẻ cầm làm tin, rồi trở về Samari. Amasia con trai Joab, vua Juda còn sống 15 năm nữa sau khi Ách, con trai A-cha, vua Israel đã băng hà. Các công việc khác của Amasia từ đầu đến cuối đều đã chép trong sách các vua Judah và Israel. Và từ khi Amasia xây bỏ Đức Giê-hô-va về sau, thì có người phản nghịch cùng người tại Jerusalem. Người bèn chạy trốn đến La-ki, xong người ta sai đuổi theo người đến La-ki và giết người tại đó. Đoạn, người ta có chở thay người về trên ngựa chôn người tại trong thành Juda chung cùng các tổ phụ người. Chương 26. Cả dân Juda đều lập Osia làm vua thế cho Amasia cha người, tuổi người được 16. Sau khi vua cha đã ăn giấc với các tổ phụ, người xây cất Elot và khôi phục nó cho Juda. Osia được 16 tuổi, khi người lên làm vua, người cai trị 52 năm tại Jerusalem mẹ người tên là Jecolia quê ở Jerusalem. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, y theo mọi điều Amasia cha người đã làm. Trong đời Sachari là người thông hiểu các dị tượng của Đức Chúa Trời, thì Osia rắp lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời. Và người tìm kiếm bao lâu thì Đức Chúa Trời khiến cho người đặng may mắn bấy lâu. Người kéo ra chiến tranh với dân Philippines, đánh đổ tường thành gác, tường thành Giáp Nê và tường thành Áp Đốt. Người xây cất những thành trong địa hạt Áp Đốt và tại đất người Philippines. Đức Chúa Trời giúp đỡ người được thắng dân Philippines, dân Ả Rập ở tại Gura Ba Anh và dân Ma Ôn. Dân Amôn cũng tiến cống cho Osia. Danh tiếng người đồn đến cõi Egypto vì người đã trở nên rất cường thạnh. Osia cũng xây những tháp tại Jerusalem trên cửa góc, trên cửa trũng và trên góc tường, làm cho nó vững chắc. Người cũng cất những tháp trong đồng vắng đào nhiều giếng vì có nhiều súc vật trong đất đồng bằng và trên đồng cao. Cũng có những người làm ruộng, kẻ trồng nho trên núi và tại cạc mên vì người thích việc canh nông. Ô có một đạo binh sẵn đi chinh chiến, kéo ra trận từ tốp, tùy số tu bộ mà thơ ký Jehiel và quan giám thị Maaseya đã làm. Có Hanania đại thần của vua cai quản. Trọn số các trưởng tộc, tức là những người mạnh dạng là 2.600 người. Chúng quản lãnh một đạo binh, 30 vạn 7.500 người, đều hay đánh giặc cách mạnh dạng, hầu giúp vua đối địch với cừu địch. Osia sắm sửa cho cả đạo binh những khiêng, giáo, mũ, giáp, cung và những đá trành. Ở Jerusalem, người khiến tay kỹ sư chế tạo những máy dùng đặt trên các tháp và trên chót đồn lũy đặng bắn tên và đá lớn. Danh tiếng người đồn ra phương xa bởi vì người được Chúa giúp đỡ cách lạ thường cho đến trở nên cường thạnh. Xong, khi người được trở nên cường thạnh, lòng bèn kiêu ngạo, đến đổi làm điều ác, phạm tội cùng Jehovah Đức Chúa Trời của người vì người vào trong đền thờ Đức Giê-hô-va sông hương trên bàn thờ sông hương. Thầy tế lễ Asaria vào sau người. Có 80 thầy tế lễ đều là người mạnh dạng đồng đi theo. Chúng cản cự vua ô mà rằng, hỡi vua ô chẳng phải phần vua sông hương cho Đức Giê-hô-va đâu, bèn là phần của những thầy tế lễ con cháu A-rôn đã được biệt riêng ra thánh đặng sông hương vậy. Hãy đi ra khỏi đền thánh, vì vua đã phạm tội. Lại vì việc này, Đức Giê-hô-va sẽ chẳng làm cho vua được vinh hiển đâu. ô bèn nổi giận. Người cầm nơi tay một cái bình hương toan sông hương. Và đang khi người nổi giận cùng những thầy tế lễ, phun bèn nổi lên nơi trán người trước mặt những thầy tế lễ tại trong đền của Đức Giê-hô-va ở gần bên bàn thờ sông hương. Asaria, à thầy tế lễ thượng phẩm và hết thảy thầy tế lễ khác ngó xem người. Thấy người bị bệnh phun ở nơi tráng, bèn đuổi người ra khỏi đó và chính người cũng lật đật ra vì Đức Giê-hô-va đã hành hại người. ô bị bệnh phung cho đến ngày băng hà và vì bệnh phung phải ở riêng ra trong một nhà khác chẳng còn được vào đền của Đức Giê-hô-va nữa. Vô tham, con trai người, quản lý cung vua và xét đoán dân sự của nước. Đấng tiên tri Esai, con trai của A-mốt đã biên chép các công sự khác của Ô-si-a từ đầu đến cuối ô xia ăn giấc cùng tổ phụ người và người ta chôn người chung với tổ phụ người tại ruộng lăng tẩm của các vua vì người ta nói rằng người bị phun vô tham con trai người cai trị thế cho người chương 27 vô tham được 25 tuổi khi người lên ngôi làm vua và người cai trị 16 năm tại Jerusalem mẹ người tên là Jerusha con gái của Sa đốc người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, y theo mọi điều ô cha người đã làm. Song người không vào đền thờ của Đức Giê-hô-va, còn dân sự lại càng làm luôn tuồng nữa. Người xây cửa trên của đền Đức Giê-hô-va và xây nhiều trên tường thành ô phên. Người cũng xây những thành trong miền núi giu và đền đài cùng những tháp ở trên rừng. Người đánh giặc với vua dân am và thắng được chúng. Trong năm đó, dân Amôn nộp cho người một trăm ta lân bạc, một vạn cô rơ lúa miếng và một vạn cô rơ lúa mạch. Trong năm thứ nhì và thứ ba, dân Amôn cũng tiến cống người số ấy. Vậy, Vô Tham trở nên cường thạnh bởi vì người đi đường chánh đáng trước mặt Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời mình. Các công việc khác của Vô Tham, hết thảy những chiến trận và đường lối của người đều chép trong sách các vua Israel và Judah. Người được 25 tuổi khi lên làm vua và người cai trị 16 năm tại Jerusalem. Người ăn giấc cùng tổ tiên mình. Người ta chôn người tại trong thành David. Đoạn Acha, con trai người, cai trị thế cho người. Chương 28. Acha được 20 tuổi khi người lên ngôi làm vua. Người cai trị 16 năm tại Jerusalem chẳng làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va y như David tổ phụ người đã làm. những người đi theo đường lối của các vua Israel lại cũng làm những hình tượng đúc cho thần Ba Anh, đốt hương trong chủng con hy-nôm và thiêu con cái mình nơi lửa theo sự gớm ghiếc của các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel. Người dân của lễ và sông hương trên các nơi cao, trên các gò nổng và dưới các cây rậm. Vì vậy, Jehovah Đức Chúa Trời người phó người vào tay vua Syri. Quân Syri đánh được người, bắt trong dân người rất nhiều phu tù và dẫn về Đa Mách. Người cũng bị phó vào tay vua Israel, làm cho người phải thất trận cả thể. Và phê -ca, con trai của Remalia, giết trong một ngày 12 vạn người Juda, thảy đều là người mạnh dạng, bởi vì chúng đã lìa bỏ Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Siết Ri, một người mạnh dạng ở đất Ephraim, giết Maasia, con trai vua, A-ri-kham, quan cai cung vua và Inkana, quan tể tướng. Người Israel bắt trong anh em mình 20 vạn người phu tù, cả đàn bà, con trai, con gái cũng cướp lấy nhiều của cải mà đem về Samari. Ở tại đó, có một đấng tiên tri của Đức Giê-hô-va tên là Odet, đi ra đón đạo binh đang trở về Samari mà nói rằng Này, bởi vì Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi nổi giận cùng Juda nên Ngài đã phó chúng vào tay các ngươi. Các ngươi có giết chúng trong cơn căm giận dữ quá đến đổi thấu đến trời. Bây giờ các ngươi lại toan bắt phục các người Juda và người Jerusalem làm tôi trai tớ gái cho các ngươi sao? Còn về các ngươi, các ngươi há chẳng có phạm tội cùng Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi sao? Vậy bây giờ, kháng nghe ta, cho về những phu tù mà các ngươi đã bắt trong anh em các ngươi, vì cơn giận của Đức Jehovah nổi phần cùng các ngươi. Khi ấy, có mấy người trong các quan trưởng của dân Ephraim là Asaria, con trai của Yohanan, Berekia, con trai của Meshilemot, Esechia, con trai của Salum, và Amasa, con trai của Hát Lai, đều đứng dậy, nghịch cùng những kẻ đi đánh giặc trở về mà rằng, các ngươi chứa đem những phu tù vào đây, vì các ngươi toan làm điều gây cho chúng ta mắc tội cùng Đức Giê-hô-va, đặng gia thêm vào tội và ác của chúng ta, vì tội lỗi chúng ta thật lớn và Chúa nổi giận phần phần cùng Israel. Quân lính bèn thả các phu tù và bỏ của cải tại trước mặt các quan trưởng và cả hội chúng những người đã kể tên trước đây bèn chổi dậy, dẫn các phu tù ra, lấy của cướp mặc cho các người trong họ bị trần truồng. Chúng mặc quần áo và mang giày cho họ, cho ăn, uống và sức dầu cho, cùng để những người yếu đuối cởi lừa, rồi đưa họ về cùng anh em mình đến Jericho, thành cây trà là, đoạn chúng trở về Samari. Trong lúc đó, Vua Acha sai sứ đi cầu vua Aseri tiếp cứu mình, vì dân Edom đã trở lại đánh Juda và bắt dẫn những phu tù về. Dân Philippines cũng xông vào các thành tại xứ Đồng Bằng và tại miền nam xứ Juda, chiếm lấy Beshemet, Ayalon, Gederot, Soko và các làng địa hạt nó, Thimna và các làng địa hạt nó, Gimso và các làng địa hạt nó, rồi chúng nó ở tại các nơi ấy bởi cớ Acha vua Juda, Đức Giê-hô-va có hạ Juda xuống vì Acha đã xua cho dân Juda buông tuồng và phạm tội nặng cùng Đức Giê-hô-va. Tiết lát Phinê-se vua Asheri đến cùng người và hà hiếp người, song chẳng tiếp cứu chuốc nào. Acha thâu lấy những đồ nơi đền của Đức Giê-hô-va trong cung vua và trong nhà các quan trưởng rồi giao vật ấy cho vua Asheri. Xong người cũng không tiếp cứu. Trong cơn hoạn nạn, vua Acha lại càng phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Người cúng tế các thần của dân đa mắt là dân đã đánh mình. Người nói rằng bởi vì các thần của vua Syri đã phù trợ họ, nên ta sẽ cúng tế các thần ấy, hầu cho các thần ấy cũng phù trợ ta nữa. Song le, chúng nó gây cho vua và cả Israel phải sang ngã. Acha góp lấy các khí dụng của đền Đức Chúa Trời, đập bể nó ra và đóng các cửa đền của Đức Giê-hô-va. Đoạn, lập lấy cho mình những bàn thờ trong mỗi nơi xó góc của thành Jerusalem. Trong các thành xứ Juda, người dựng lên những nơi cao đặng sông hương cho các thần khác mà chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ người. Và các chuyện khác của người thói ăn cách ở người từ đầu đến cuối đều chép trong sách các vua Juda và Israel. Acha ăn giấc cùng tổ phụ mình và người ta chôn người trong thành Jerusalem, song không để người nơi lăng tẩm các vua Israel. Ezechia, con trai người, cai trị thế cho người. Chương 29. Ezechia được 25 tuổi khi người lên ngôi làm vua người cai trị hai mươi chín năm tại Jerusalem, mẹ người tên là Abia, con gái của Sachari. người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, y theo mọi điều David tổ phụ người đã làm. Tháng Giêng năm đầu người trị vì, người mở các cửa đền của Đức Giê-hô-va ra và sửa sang lại. người đòi những thầy tế lễ và người Lê-vi đến hiệp chúng lại tại nơi phố phía đông mà bảo rằng, hỡi người Lê-vi, hãy nghe ta. Bây giờ, khá dọn mình ra thánh và dọn đền của Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi cho thánh sạch, cùng cất những điều dơ dái khỏi nơi đền thánh đi. Vì các tổ phụ chúng ta đã phạm tội, làm điều ác trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta, lìa bỏ Ngài, ngảnh mặt khỏi nơi ngự của Đức Jehovah và xây lưng lại Ngài. Chúng lại đóng các hiên cửa, tắt các đèn, không sông hương, và không dân của lễ thiêu tại nơi thánh cho Đức Giê-hô-va của Israel. Vì vậy, cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va giáng trên Juda và giê và Ngài phó chúng vào sự khổ sở, sự bại hoại và sự chê bai, y như các ngươi đã thấy tận mắt mình. Này, vì cớ ấy mà các tổ phụ ta bị gươm ngã chết, các con trai, con gái và vợ ta phải bị bắt dẫn đi làm phu tù. Bây giờ, ta có ý lập giao ước cùng Jehovah Đức Chúa Trời của Israel để cơn thạnh nộ Ngài lìa khỏi chúng ta. Hỡi các con, chớ trì hoãn nữa, vì Đức Jehovah có chọn các ngươi làm đầy tớ Ngài để đứng trước mặt Ngài hầu việc và sông hương cho Ngài. Những người Lê Vi bèn chối dậy về dòng kê ác có Ma Hát, con của A-ma-sai và Dô-ên con trai của Asaria. Về dòng Merari, có kích con trai Abdi và Asadir, con trai Yehalele. Về dòng xôn có Yoa, con trai của Sima. Eden, con trai của Yoa. Về dòng Elishafan, có Shimri và Ye'en. Về dòng Asaph có Sachari và Mathania. Về dòng Heman, có Ye'en và Shime'i. Về dòng Jeduthun có Shemaya và Uci'en chúng hiệp anh em mình lại, dọn mình cho sạch, rồi cứ theo lệnh vua truyền dạy và lời phán của Đức Giê-hô-va. Họ đi vào làm sạch đền của Đức Giê-hô-va. Những thầy tế lễ đi vào trong đền của Đức Giê-hô-va, đặng dọn nó cho sạch. Phàm điều gì dơ dái thấy ở trong đền của Đức Giê-hô-va, họ lấy liền ra ngoài ở nơi hành lang của đền. Rồi người Lê Vi lấy nó, đem quăng ở ngoài tại trong khe Sết Rôn. Ngày mùng 1 tháng Giêng, chúng khởi việc dọn đền cho sạch. Qua ngày mùng 8 tháng ấy, chúng đến nơi hiên cửa của Đức Giê-hô-va. Trong 8 ngày, họ dọn đền của Đức Giê-hô-va cho sạch. Và qua ngày 16 tháng Giêng, công việc làm xong. Chúng vào cung vua e ê chia mà nói rằng, Chúng tôi đã dọn sạch cả đền Đức Giê-hô-va, bàn thờ của lễ thiêu và các đồ dùng nó, cái bàn sắp bánh trần thiết và các đồ dùng nó. Lại, những khí dụng mà vua A Cha quăng bỏ trong đời người trị vì lúc người phạm tội thì chúng tôi đã sắp sửa lại và dọn ra sạch. Kìa, nó ở trước mặt bàn thờ của Đức Giê-hô-va. Vua e chia dậy sớm, nhóm hiệp các quan trưởng trong thành và lên đền của Đức Giê-hô-va, đem theo bảy con bò đực, bảy con chiên đực, bảy con chiên con và bảy con dê đực, đang làm của lễ chuộc tội cho nước, cho đền thánh và cho Judah vua biểu những thầy tế lễ con cháu của Aaron dâng các con sinh ấy trên bàn thờ của Đức Giê-hô-va. Chúng bèn giết các con bò đực. Thầy tế lễ hứng lấy huyết mà rải trên bàn thờ, rồi giết các con chiên đực và rải huyết trên bàn thờ. Chúng cũng giết các con chiên con và rải huyết trên bàn thờ. Đoạn, chúng đem các con dê đực dùng về của lễ chuộc tội lại gần tại trước mặt vua và hội chúng, đặt tay mình trên chúng nó. Rồi thầy tế lễ giết chúng nó, hứng lấy huyết rải trên bàn thờ đặng làm lễ chuộc tội cho cả Israel vì vua có dạy rằng của lễ thiêu và của lễ chuộc tội phải dâng lên vì cả Israel vua đặt người Lê Vi ở trong đền Đức Giê-hô-va cầm chập chõa đừng cầm đờn sắt tùy theo lệ định của David của gác là đấng tiên kiến của vua và của tiên tri Na-thang vì lệ định ấy do nơi Đức Giê-hô-va kể các tiên tri ngài mà dạy biểu các người Lê Vi đứng cầm nhạc khí của David, còn những thầy tế lễ cầm còi. chia e truyền dân của lễ thiêu, và đang lúc khởi dân của lễ thiêu thì khởi hát bài ca khen ngợi Đức Giê-hô-va, có còi thổi và nhạc khí của David, vua Israel họa thêm. Cả hội chúng thờ lại, người ca hát đều hát và kẻ thổi kèn đều thổi kèn cho đến đã xong của lễ thiêu đoạn. Khi dân của lễ thiêu xong, vua và các người ở với vua bèn cúi xuống thờ lại vả lại vua Ezechia và các quan trưởng biểu người Levi hát ngợi khen Đức Giê-hô-va bằng lời của David và của Asaph là đấng tiên kiến chúng bèn hát ngợi khen cách vui mừng rồi cúi đầu xuống mà thờ lại Ezechia cất tiếng nói rằng bây giờ các ngươi đã biệt mình riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va vậy hãy đến gần đem những hy sinh và của lễ cảm tạ vào trong đền của Đức Giê-hô-va hội chúng bèn dẫn đến những hy sinh và của lễ cảm tạ. Còn kẻ nào vui lòng thì đem dâng những của lễ thiêu. Số con sinh dùng về của lễ thiêu mà hội chúng đem đến là 70 con bò đực, 100 con chiên đực và 200 con chiên con. Họ dùng các thú đó làm của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va. Cũng biệt riêng ra thánh 600 con bò đực và 3.000 con triều Xong thầy tế lễ chỉ có ít quá không đủ lột da các con sinh dùng về của lễ thiêu. Vì vậy, anh em họ là người Lê Vi, bèn giúp đỡ họ cho đến khi xong công việc và những thầy tế lễ đã dọn mình thánh sạch. Vì người Lê Vi có lòng thành dọn mình thánh sạch hơn những thầy tế lễ. Lại cũng có nhiều của lễ thiêu, mở của lễ thù ân và lễ quán cập theo mỗi của lễ thiêu. Vậy, cuộc tế lễ trong đền Đức Giê-hô-va đã lập lại rồi chia và cả dân sự đều vui mừng về điều Đức Chúa Trời đã sắm sửa cho dân sự bởi công việc ấy thình lình mà làm thành. Chương 30. Ezechia sai sứ đến cả Israel và Judah cũng viết thơ cho người Ephraim và người Manasseh đòi chúng tới đền Đức Giê-hô-va tại Jerusalem đặng giữ lễ vượt qua cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel vua và các quan trưởng cùng cả hội chúng ở Jerusalem hội nghị nhau, định dự lễ vượt qua trong tháng 2, vì chúng không thể dự lễ trong lúc ấy, bởi số thầy tế lễ dọn mình thánh sạch không đủ và dân sự chưa nhóm lại tại Jerusalem. Vua và cả hội chúng đều lấy việc ấy làm phải, bèn nhất định giao truyền khắp xứ Israel từ BEC3 cho đến Đan, khiến người ta đến dự lễ vượt qua của Jehovah Đức Chúa Trời của Israel tại Jerusalem vì từ lâu nay chúng không có dự lễ ấy như đã chép trong luật lệ vậy các trạm vân mạng đem thơ của vua và của các quan trưởng đi khắp xứ Israel và xứ Judah thơ rằng hỡi con cháu Israel hãy trở lại cùng Jehovah Đức chúa trời của Abraham của Isaac và của Israel hầu cho ngài trở lại cùng những kẻ còn sót lại trong các ngươi mà được thoát khỏi tay các vua Assyri chớ nên giống như tổ phụ và anh em các ngươi đã phạm tội cùng Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, đến đổi Ngài phó chúng vào sự hư bại như các ngươi đã thấy. Bây giờ, chớ cứng cổ như tổ phụ các ngươi, hãy giơ tay mình ra cho Đức Giê-hô-va vào trong nơi thánh mà Ngài đã biệt riêng ra thánh đời đời và hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi để cơn giận phần của Ngài xây khỏi các ngươi. Vì nếu các ngươi trở lại cùng Đức Giê-hô-va, thì anh em và con cái của các ngươi sẽ được ơn trước mặt những kẻ bắt họ làm phu tù, và họ sẽ được trở về trong xứ này. Bởi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi có lòng nhân từ và hay thương xót, sẽ không xây mặt khỏi các ngươi nếu các ngươi trở lại cùng Ngài. Các trạm đi thành này qua thành kia, trong khắp xứ Ephraim, Manase và cho đến đất Sabulon. Xong người ta chia cười nhạo bán chúng, Do vậy, cũng có mấy người trong Ase, Manase và Sabulon chịu hạ mình xuống và đến Jerusalem. Đức Chúa Trời cũng cảm động người Juda, đồng lòng vâng mạng lệnh của vua và các quan trưởng đã truyền ra theo lời của Đức Giê-hô-va. Tháng 2, có nhiều người nhóm lại tại Jerusalem, một hội rất đông đảo đặng giữ lễ bánh không men. Chúng chổi dậy cất hết các bàn thờ ở trong Jerusalem và những bình đốt hương rồi đem luyện nó trong khe xếp rôn. Ngày 14 tháng 2, người ta giết con sinh về lễ vượt qua. Còn những thầy tế lễ và người Lê Vi thì lấy làm hổ thẹn, bèn dọn mình thanh sạch và đem những của lễ thiêu vào trong đền Đức Giê-hô-va. Chúng đều đứng trong chỗ mình, theo thường lệ đã định trong luật pháp của môi xe người của Đức Chúa Trời. Và những thầy tế lễ nhận lấy huyết nơi tay người Lê Vi mà rải ra. Trong hội chúng, còn nhiều người chưa dọn mình thanh sạch. Vì vậy, người Levi phải giết dân con sinh về lễ vượt qua, thế cho mỗi người không thanh sạch, để làm họ nên thanh sạch cho Đức Giê-hô-va. Vì trong dân sự, nhất là trong dân Ephraim, Manasseh, isaka và Sabulon, có nhiều người không dọn mình thanh sạch, lại ăn lễ vượt qua, chẳng theo lệ đã chép. Vì Esetia có cầu nguyện cho chúng mà rằng, nguyện Đức Giê-hô-va là đấng nhân từ tha tội cho những người đã hết lòng tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, mặc dầu không theo lệ tẩy uế của đền thánh mà dọn mình cho thanh sạch. Đức Giê-hô-va vũ nghe lời cầu nguyện của ê e xê chia và chữa lành cho dân sự. Những người Israel ở tại Jerusalem giữ lễ bánh không men trong 7 ngày cách vui vẻ. Người Lê-vi và những thầy tế lễ ngày này sang ngày kia dùng nhạc khí hát mừng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Ê-xê-chia e nói an ủi lòng những người Lê-vi thông sáng hiểu biết cuộc thờ phượng Đức Giê-hô-va. Chúng ăn lễ trong bảy ngày, dâng những của lễ thù ân và cảm tạ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Cả hội chúng bèn quyết định giữ lễ thêm bảy ngày, rồi chúng vui vẻ giữ thêm bảy ngày nữa. Vì Ê-xê-chia, e vua giu đã ban cho hội chúng một ngàn con bò đực và bảy ngàn con chiên các quan trưởng cũng ban cho hội chúng một ngàn con bò đực và mười ngàn con chiên lại có nhiều thầy tế lễ dọn mình ra thanh sạch cả hội chúng juda với những thầy tế lễ người Levi và hội chúng đến từ israel cùng những người ngoại bang kẻ thì kiều ngụ trong xứ israel người thì kiều ngụ trong xứ juda thảy đều vui mừng ấy vậy ở jerusalem có sự vui mừng cả thể vì từ đời Salomon con trai David vua Israel tại thành Jerusalem chẳng có sự gì như vậy. Đoạn những thầy tế lễ và người Levi đứng dậy chúc phước cho dân sự. Tiếng của chúng được nhậm, lời cầu nguyện chúng thấu đến nơi ngự thánh của Đức Giê-hô-va trên các tầng trời. Chương 31 Khi các việc ấy đã xong, những người Israel có mặt tại đó đi ra các thành Judah đập bể những trụ thờ, đánh đổ các thần Asera, phá dỡ những nơi cao và các bàn thờ trong khắp đất Judah, Benjamin, Ephraim và Manasseh cho đến khi đã phá hủy hết thảy. Đoạn, hết thảy dân Israel ấy nấy đều trở về thành mình, về nơi sản nghiệp mình. Esêchia lập lại các ban thứ của những thầy tế lễ và của người Levi tùy theo phần việc của mỗi người, đặng dân của lễ thiêu và của lễ thù ân, đặng phụng sự, cảm tạ và hát ngợi khen Chúa tại nơi các cửa trại của Đức Giê-hô-va. Người cũng định phần vua phải lấy trong tài sản mình, đặng dùng làm của lễ thiêu về buổi sớm mai và buổi chiều, cùng dùng về những của lễ thiêu trong ngày sa bát ngày mồng một và trong các ngày lễ trọng thể, y như đã chép trong luật pháp của Đức Giê-hô-va người cũng truyền cho dân sự ở tại Jerusalem phải cung cấp phần của những thầy tế lễ và người Lê Vi hầu cho chúng chuyên lo gìn giữ luật pháp của Đức Giê-hô-va. Khi chỉ dụ của vua mới truyền ra, thì dân Israel đem đến rất nhiều sản vật đầu mùa về ngũ cốc, rượu, dầu, mật và những thổ sản khác. Chúng đem đến một phần mười của mọi vật thật rất nhiều. Người Israel và người Judah ở trong các thành xứ Judah cũng đều đem đến nộp một phần mười về bò và chiên, cùng một phần mười về các vật đã biệt riêng ra thánh cho Jehovah Đức Chúa Trời của chúng, rồi để ra từng đống. Tháng thứ ba, chúng khởi gom lại từng đống và qua đến tháng bảy mới xong. Khi Ezechia và các quan trưởng đến, thấy các đống ấy thì ngợi khen Đức Giê-hô-va và chúc phước cho dân Israel của Ngài. Ezechia hỏi thăm những thầy tế lễ và người Lê Vi về tích những đống ấy. Asaria, thầy tế lễ cả về dòng Sa Đốc, thưa lại cùng người mà rằng, Từ khi dân sự khởi đem lễ vật vào trong đền Đức Giê-hô-va, thì chúng tôi có ăn được đủ và còn dư lại nhiều, vì Đức Giê-hô-va đã ban phước cho dân sự Ngài. Còn số nhiều này, ấy là phần dư lại. Ezechia truyền dọn dẹp các phòng trong đền Đức Giê-hô-va, người ta bèn dọn dẹp, rồi đem vào cách ngay thẳng các lễ vật, thuế một phần mười và các vật thánh. Cô người Levi, cai quản những vật ấy và Shimei, em người, làm phó. Còn Yehien, Asasia, Nahat, Asaen, Yerimot, bác Elien, Gitmakia, Mahat và Benaya đều làm kẻ coi sóc. Dưới quyền Konania và Shimei em người, cứ theo lệnh của vua Ezechia và Asaria là người cai trị đền Đức Chúa Trời. Kore, con trai của Jimna, người Levi, là kẻ giữ cửa phía đông, được đặt cai quản các lễ vật lạc ý dân cho Đức Chúa Trời, đặng phân phát các lễ vật dân cho Đức Jehovah và những vật rất thánh. Dưới tay người có Eden, Minyamin, Yeshua, Shemaya. Amaria và Shekania. Ở trong các thành thầy tế lễ, đặng phân phát lễ vật ấy cách công bình cho anh em mình, hoặc nhỏ hay lớn theo ban thứ của họ. Ngoại trừ những nam đinh đã biên tên vào gia phổ từ ba tuổi sắp lên, tức những kẻ theo ban thứ mình mà vào đền Đức Giê-hô-va đặng phục sự trong chức mình, làm việc ngày nào theo ngày nấy. Lại phân phát cho những thầy tế lễ đã theo tông tộc mình mà ghi tên vào gia phổ và cho người Lê Vi từ 20 tuổi sắp lên tùy theo chức phận và ban thứ của họ, cùng phân phát cho hết thảy con nhỏ của họ, vợ họ, con trai và con gái họ, tất cả hội chúng đã ghi tên vào gia phổ, vì chúng thành tín, biệt mình riêng ra đặng nên thánh. Còn về con cháu a-rôn, tức là những thầy tế lễ ở trong đồng ruộng, rải rác nơi địa hạ các thành của họ, thì có đặt trong mỗi thành những người gọi từng tên, đặng phân phát phần cho hết thảy người nam trong những thầy tế lễ và cho những kẻ trong vòng người Lê Vi đã ghi tên vào gia phổ. trong khắp Yhuda, Ezechia làm như vậy. người làm những điều lành, ngay thẳng và chân thành tại trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa trời của người. trong các việc người làm, hoặc quản lý sự phục dịch nơi đền của Đức Chúa trời, hoặc theo luật pháp hay là điều răng, đặng tìm kiếm Đức Chúa trời của người, thì người hết lòng mà làm và được hành thông. Chương 32 Sau các việc này và sự thành tín này, thì sang chia rip loán đến trong xứ Juda vây các thành bền vững, có ý hãm lấy nó. Khi Ezechia thấy sang chia rip đã đến toan hãm đánh Jerusalem, thì người hội nghị với các quan trưởng và những người mạnh dạng đặng ngăn nước suối ở ngoài thành. Họ bèn giúp đỡ người dân sự nhóm lại đông, chận các suối và các khe chảy giữa xứ mà rằng, làm gì để cho vua Asheri đến thấy có nước nhiều? Người tự can đảm, xây đắp vách thành đã bị hư lũng, xây nó lên đến tận tháp, rồi lại xây một cái vách khác ở phía ngoài. Người làm cho vững chắc Milo ở trong thành David và chế nhiều cây lao cùng khiên. Người lập những quan tướng trên dân sự rồi hiệp tập chúng lại gần mình tại phố bên cửa thành, nói động lòng chúng mà rằng, khá vững lòng bền trí, chớ sợ, chớ kinh hãi trước mặt vua Asheri và đám quân đông đảo theo người, vì có một đấng ở cùng chúng ta thắng hơn kẻ ở với họ. Với người, chỉ một cánh tay xác thịt, còn với chúng ta, có Jehovah Đức Chúa Trời của chúng ta, đặng giúp đỡ và chiến tranh thế cho chúng ta dân sự bèn nương cậy nơi lời của Esê-chia, vua Juda. Sau việc ấy, sang vua Asheri với cả đạo binh của người hãy còn vây la -ki. Có sai các đầy tớ người đến Esê-chia và dân Juda ở tại Jerusalem mà nói rằng sang vua Asheri nói như vậy các ngươi nương cậy điều gì mà chịu ở vây trong Jerusalem như thế? Esê-chia nói rằng: Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta sẽ giải cứu chúng ta khỏi tay vua Asheri. Ấy há chẳng phải người dỗ dành các ngươi, đặng phó các ngươi đói khát cho chết hay sao? Chớ thì, chẳng phải chính Ezechia này đã cất những nơi cao và bàn thờ của Ngài, rồi biểu dân Judah và Jerusalem rằng, các ngươi khá thờ lại trước một bàn thờ, và chỉ sông hương tại trên đó mà thôi. Các ngươi há chẳng biết điều ta và tổ phụ ta đã làm cho các dân thiên hạ sao? các thần của những dân tộc thiên hạ há giải cứu sứ chúng nó được khỏi tay ta ư? nội trong các thần của những dân tộc mà tổ phụ ta đã diệt hết đi há có thần nào giải cứu dân mình cho khỏi tay ta chăng? dễ có một mình thần các ngươi giải cứu các ngươi được khỏi tay ta chứ? vậy bây giờ chớ để e chia phỉnh gạt khuyên dụ các ngươi như thế và các ngươi chớ tin người vì chẳng có thần của dân nào nước nào giải cứu dân mình được khỏi tay ta hay là khỏi tay tổ phụ ta. Huống chi Đức Chúa Trời các ngươi giải cứu các ngươi khỏi tay ta. Các đầy tớ người lại còn nói nghịch cùng Jehovah là Đức Chúa Trời thật và nghịch cùng e xê chia là tôi tớ Ngài. Người cũng viết thơ sỉ nhục Jehovah Đức Chúa Trời của Israel và nói phạm đến Ngài mà rằng Hệ thần của các dân tộc thiên hạ chẳng giải cứu dân mình khỏi tay ta thế nào, thì thần của Ezechia cũng chẳng giải cứu được dân sự người khỏi tay ta thế ấy. Chúng là lớn lên, nói bằng tiếng Juda cho dân Jerusalem ở trên vách thành, đang làm cho chúng sợ hoảng để hãm lấy thành. Chúng lại nói về Đức Chúa trời của Jerusalem như thể các thần của dân thiên hạ đều là công việc của tay người ta làm ra vua Ezechia và tiên tri Esai con trai Amos cầu nguyện về việc này và kêu la thấu đến trời. Đức Giê-hô-va bèn sai một thiên sứ diệt những người mạnh dạn, các quan trưởng và các quan tướng ở trong trại quân của vua Assyria. Người trở về trong xứ mình mặc hổ thẹn và khi người vào trong miếu thần mình có những kẻ bởi lòng người sinh ra đều lấy gươm giết người tại đó. Như vậy, Đức Giê-hô-va cứu e chia và dân cư thành Giê-ru-sa-lem khỏi tay sang Cherib, vua Asheri, và khỏi tay mọi người khác, cùng phù hộ cho chúng bốn bên. Có nhiều người đem những lễ vật đến dân cho Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem và những vật quý báu cho e chia vua Yu-đa. nên từ khi ấy về sau, người được tôn cao trước mặt các nước. Trong lúc ấy, e chia bị đau hòng chết. Người cầu nguyện Đức Giê-hô-va, Đức Giê-hô-va phán cùng người và ban cho người một dấu lạ. Nhưng e chia chẳng báo đáp lại ơn Chúa mà người đã lãnh, vì lòng người tự cao. Bèn có cơn thạnh nộ của Chúa nổi lên cùng người, cùng Juda và Jerusalem. Song e chia hạ sự tự cao trong lòng mình xuống, người và dân cư Jerusalem cũng vậy, nên trong đời e chia cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va không dán trên chúng. ê e được rất giàu, rất sang. Người cất những kho để trữ bạc, vàng, đá quý, thuốc thơm, khiên và các thứ khí giới tốt đẹp. Những lẫm đặng chứa ngũ cốc, rượu và dầu. Những chuồng để nhốt các thứ thú vật, bầy chiên và bầy bò. Người cũng xây những thành, có nhiều bầy chiên và bò. Vì Đức Chúa Trời ban cho người rất nhiều của cải ấy là ezechia này lấp nguồn trên của nước ghi hôn và dẫn nó chảy ngầm dưới đất qua phía tây của thành david trong mọi việc ezechia được hanh thông song khi sứ giả mà vua babylon sai đến người đặng hỏi thăm dấu lạ đã xảy ra trong xứ thì đức chúa trời tạm lìa bỏ người đặng thử người để cho biết mọi điều ở trong lòng người các công việc khác của ezechia và những việc thiện của người đều chép trong sách dị tượng của Esai đấng tiên tri, con trai của Amos và trong sách các vua Juda và Israel. Ezechia an giấc cùng tổ phụ mình. Người ta chôn người trong lăng tẩm cao của con cháu David. Cả Juda và Jerusalem đều tôn kính người lúc người thác. Manasseh, con trai người, cai trị thế cho người. Chương 33 mươi Manasseh được 12 tuổi khi người lên làm vua và người cai trị 55 năm tại Jerusalem. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va theo những sự gớm ghiếc của các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel. Người cất lại các nơi cao mà ê e chia cha người đã phá dở, dựng lên những bàn thờ cho ba anh, làm các tượng Asherah, thờ lại cả cơ binh trên trời và hầu việc chúng nó. Người xây những bàn thờ tại trong đền Đức Giê-hô-va là về nơi ấy mà Đức Giê-hô-va đã phán rằng danh ta sẽ ngự nơi Giê-ru-sa-lem đời đời. Người cũng lập những bàn thờ cho các cơ binh trên trời tại trong hai hành lang của đền Đức Giê-hô-va và đưa con cái mình qua lửa tại trong trũng con hy nôm Người xem bói, ếm chú, dùng pháp thuật, ham theo những kẻ cầu vong và thầy phù thủy người làm điều ác thái quá tại trước mặt Đức Giê-hô-va đặng chọc giận Ngài. Người đặt hình tượng chạm mà mình đã làm trong đền của Đức Chúa Trời là về đền ấy mà Đức Chúa Trời có phán với David và Salomon con trai người rằng trong đền này và tại Jerusalem thành ta đã chọn trong các chi phái Israel ta sẽ đặt danh ta ở đời đời nếu Israel gìn giữ, làm theo các luật pháp, điều răng và mạng lệnh mà ta đã cậy Moshe phán dạy chúng nó, thì ta sẽ chẳng cất chân của chúng nó khỏi đất, ta đã ban cho tổ phụ chúng nó. Manasseh quyến dụ Juda và dân cư Jerusalem đến đổi chúng làm điều ác hơn các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã hủy diệt khỏi trước mặt dân Israel. Đức Giê-hô-va phán bảo Manasseh và dân sự người. Xong chúng không chú ý đến. Vì cớ ấy, Đức Giê-hô-va khiến các quan tướng đạo binh của vua Asheri đến hãm đánh chúng. Các quan ấy bắt đóng cùng Manashe, xiên người lại rồi dẫn về Babylon. Khi người bị hoạn nạn bèn cầu khẩn Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người và hạ mình xuống lắm trước mặt Đức Chúa Trời của tổ phụ người. Manashe cầu nguyện cùng Ngài, Ngài nhậm người, Vũ nghe lời nài xin của người, dẫn người về Jerusalem trong nước người. Khi ấy Manasseh nhìn biết Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Sau việc ấy, người xây vách ngoài thành David về phía tây ghi hôn trong trũng, đến lối vào cửa cá và chung quanh ô phên xây nó rất cao. Rồi người đặt những quan tướng trong các thành bền vững xứ Du-đa. Người cất khỏi đền Đức Giê-hô-va những thần ngoại bang, hình tượng, và bàn thờ mà người đã xây trên núi của đền Đức Giê-hô-va và tại Jerusalem, rồi quăng nó ra ngoài thành. Đoạn, người sửa sang bàn thờ của Đức Giê-hô-va, dân của lễ bình an và của lễ thù ân tại đó. Người truyền dạy dân Giu-đa phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Dù vậy, dân sự còn tế lễ trên các nơi cao, song chỉ tế lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của mình mà thôi các công việc khác của manasseh lời người cầu nguyện cùng đức chúa trời người và các lời của đấng tiên kiến nhân danh jehovah đức chúa trời của israel mà phán với người đều đã chép trong sách các vua israel bài cầu nguyện người và làm sao đức chúa trời nhậm lời người các tội lỗi và gian ác người đã phạm những chỗ người lập nơi cao dựng lên thần asherah và tượng chạm trước khi người chưa hạ mình xuống kìa thảy đều chép trong truyện Hô Sai. Manashe an giấc cùng tổ phụ mình, được chôn trong cung điện người. Amon, con trai người, cai trị thế cho người. Amon được 22 tuổi khi người lên làm vua, người cai trị 2 năm tại Jerusalem. Người làm điều ác tại trước mặt Đức Giê-hô-va, y như Manashe cha người đã làm. Cúng tế cho các tượng chạm mà Manashe cha người đã làm và hầu việc chúng nó người không hạ mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va như Manase cha người đã làm, nhưng người càng thêm phạm tội. Các đầy tớ người mưu phản, giết người tại trong cung điện người. Còn dân sự của xứ lại giết các kẻ đã mưu phản giết vua Amon, rồi lập Yosia, con trai người làm vua thế cho người. Chương 34 Yosia được 8 tuổi khi người lên làm vua, và cai trị 31 năm tại Jerusalem. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va và đi theo con đường của David tổ phụ người, không xây về bên hữu hay là bên tả. Năm thứ 8 đời người trị vì, khi người hãy còn trẻ tuổi, thì người khởi tìm kiếm Đức Chúa Trời của David tổ phụ người. Năm thứ 12, người khởi dọn sạch Judah và Jerusalem, trừ bỏ những nơi cao, thần Asherah, tượng chạm và tượng đúc. Trước mặt vua, người ta phá dỡ các bàn thờ ba anh, đánh đổ những trụ thờ mặt trời ở trên cao bàn thờ ấy. Còn thần Asera, tượng chạm và tượng đúc, thì bẻ gãi, nghiền nát nó ra, rồi rải trên mồ mã của những kẻ đã cúng tế nó. Người cũng thiêu hài cốt của những thầy tế lễ tại trên bàn thờ các thần ấy và dọn sạch Judah và Jerusalem. Trong các thành của Manasseh, của Ephraim và của Simeon cho đến Nephtali, khắp chung quanh các nơi đổ nát. Người phá dỡ các bàn thờ và nghiền nát ra bụi, những thần Asera tượng chạm và tượng đúc, đánh đổ các trụ thờ mặt trời ở trong khắp xứ Israel, rồi người trở về Jerusalem. Năm thứ 18, đời người trị vì. Sau khi đã dọn sạch xứ và đền thờ rồi, thì người sai Sa con trai Asalia, Maasia quan cai thành và Joa, con trai Do-a-cha quan thái sử đặng sửa sang đền của jehovah đức chúa trời người các người ấy đi đến cùng hin kia thầy tế lễ thượng phẩm giao cho người tiền bạc đã đem vào đền đức chúa trời tức tiền bạc mà người lê vi kẻ giữ cửa đã nhận nơi tay người Ma-na-xe, người ephraim và nơi những kẻ còn sót lại trong israel cùng nhận nơi cả judah benjamin và những dân cư thành jerusalem chúng giao bạc ấy nơi tay những người coi sóc công việc của đền Đức Giê-hô-va. Họ phát cho các thợ đặng tu bổ sửa sang đền thờ, tức giao cho thợ mộc, thợ xây, đặng mua đá đẽo, cây gỗ để ráp nối và làm sườn cho các nhà thuộc về đền mà các vua Juda đã phá hủy. Các thợ ấy đều làm công việc cách thành tâm. Kẻ quản đốc các thợ ấy là Gia Hát và Obadia, hai người Lê-vi thuộc về dòng Merari. Sachari và Mesulam về dòng kê hát cùng mấy người Lê Vi khác đánh nhạc khí giỏi. Chúng cũng quản đốc kẻ khiêng gánh và coi sóc những người làm đủ mọi thứ công việc. Còn những ký lục, quan cai và kẻ canh cửa đều là người Lê Vi. Khi người ta đem bạc đã đem vào đền Đức Giê-hô-va ra thì hình kia thầy tế lễ tìm được cuốn sách luật pháp của Đức Giê-hô-va truyền lại bởi Mô-xe. Hình kia cất tiếng lên nói với thơ ký Sa Phan rằng ta có tìm được cuốn sách luật pháp ở trong đền của Đức Giê-hô-va. Rồi hình kia giao sách ấy cho Sa Phan. Sa Phan đem sách đó cho vua. Rồi người cũng tâu với vua rằng mọi việc giao nơi tay các tôi tớ vua thì họ đang làm. Chúng đã lấy bạc tìm được trong đền Đức Giê-hô-va ra và đã giao nơi tay các đốc công và những người làm công việc thư ký Sa Phan lại tâu với vua rằng, Thầy Tế Lễ Hinh kia có trao cho tôi một cuốn sách. Sa Phan bèn đọc tại trước mặt vua. Sải khi vua nghe các lời luật pháp rồi thì xé áo mình. Vua truyền lệnh cho Hinh kia, Ahikam, con trai của Sa Phan, Abdon, con trai của Mika, Sa Phan, thư ký và Asaya quan cận thần vua mà rằng, Hãy vì ta vì các người Israel và vì người Juda còn sót lại mà đi cầu vấn Đức Giê-hô-va về các lời phán của sách này đã tìm lại được. Vì cơn giận của Đức Giê-hô-va đã dán trên chúng ta thật lớn thay, bởi các tổ phụ ta không gìn giữ lời phán của Đức Giê-hô-va và chẳng làm theo các điều đã chép trong sách này. Hình kia và các kẻ vua sai đi đến Hunda, nữ tiên tri, vợ của Salum là người giữ áo lễ, con trai của Tô Cát, cháu hát ra. Bà ở tại Jerusalem trong quận thứ nhì. Chúng nói với bà theo các lời vua đã phán. Bà bèn nói với chúng rằng, Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy. Hãy nói cùng người đã sai các ngươi đến cùng ta rằng, Đức Jehovah phán như vậy. Này, ta sẽ khiến các tai vạ dán trên chỗ này và trên dân ở chỗ này, tức là các sự rủa xả chép trong sách, mà người ta đã đọc trước mặt vua Juda, Bởi vì chúng đã lìa bỏ ta, sông hương cho các tà thần, lấy các công việc tay chúng nó làm mà chọc giận ta, nên cơn thạnh nộ ta sẽ đổ ra trên chỗ này không hề nguôi. Còn vua Juda đã sai các ngươi đi cầu vấn Đức Giê-hô-va. Các ngươi hãy nói cho người như vậy. Về các lời ngươi đã nghe, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy khi ngươi nghe lời ta phán nghịch cùng chỗ này và nghịch cùng dân cư nó, thì ngươi có lòng mềm mại, hạ mình xuống trước mặt ta, xé áo ngươi và khóc lóc tại trước mặt ta. Bởi vậy cho nên ta cũng có nghe ngươi. Kìa, ta sẽ khiến ngươi về cùng tổ phụ ngươi. Ngươi sẽ được chôn bình an và mắt ngươi sẽ chẳng thấy các tai vạ ta toan dán xuống trên chốn này cùng trên dân cư nó chúng bèn tâu lại cho vua những lời ấy. Vua bèn sai người, nhóm các trưởng lão Juda và Jerusalem. Đoạn, vua đi lên đền Đức Giê-hô-va, có hết thảy người Juda, dân cư Jerusalem, những thầy tế lễ, người lê và cả dân sự, từ nhỏ đến lớn đều đi theo người. Người đọc cho chúng nghe các lời của sách giao ước đã tìm được trong đền của Đức Giê-hô-va. Vua đứng tại chỗ mình, lập giao ước trước mặt Đức Giê-hô-va, hứa đi theo Đức Giê-hô-va, hết lòng hết ý gìn giữ các điều răn chứng cớ và luật lệ của Ngài, đặng làm trọn lời giao ước đã chép trong sách ấy. Người cũng khiến những người ở Jerusalem và Benjamin ưng theo giao ước ấy. Vậy, dân cư Jerusalem đều làm theo giao ước của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của tổ phụ họ. Yosia cất hết thải sự gớm ghiếc khỏi các xứ thuộc về dân Israel và buộc hết thảy những người ở xứ Israel phải phục sự Jehovah Đức Chúa Trời của họ. Trọn đời Yosia, chúng hằng theo Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, chẳng lìa bỏ Ngài. Chương 35. Yosia giữ lễ vượt qua cho Đức Jehovah tại Jerusalem, ngày 14 tháng Giêng, họ giết con sinh về lễ vượt qua. Người các những thầy tế lễ giữ chức phận mình, và khuyên dục chúng về việc của đền Đức Giê-hô-va. Người phán cùng những người Lê-vi vẫn dạy dỗ cả Israel và đã biệt mình riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va mà rằng hãy để hòm thánh tại trong đền mà Salomon, con trai của David, vua Israel đã xây cất. Các ngươi không cần còn khiêng hòm ấy trên vai. Bây giờ, hãy phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi và giúp việc cho Israel là dân sự của Ngài. Các ngươi hãy tùy tông tộc và ban thứ các ngươi mà dọn mình cho sẵn chiếu theo lệ luật mà David vua Israel và Salomon con trai người đã chép. Đoạn, hãy đứng trong nơi thánh, theo thứ tự tông tộc của anh em các ngươi là dân Israel và theo thứ tự tông tộc của người Lê Vi. Các ngươi hãy giết con sinh về lễ vượt qua, biệt mình riêng ra thánh và sắm sửa lễ vượt qua thế cho anh em các ngươi để làm y như lời của Đức Giê-hô-va kệ Mô-xe phán. Yosia ban cho dân sự những súc vật nhỏ, số là ba vạn chiên con và dê con, cùng ba ngàn con bò đực dùng trọn về lễ vượt qua cho các người có mặt tại đó. Các thú đó đều bắt nơi sản vật của vua. Các quan trưởng cũng đều đành lòng ban súc vật cho dân sự, cấp cho thầy tế lễ và người Lê Vi. Hình kia Sachari và Jehien là các người quản đốc đền Đức Chúa Trời, cấp cho những thầy tế lễ 2.600 con chiên và 300 con bò để dùng về lễ vượt qua. Konania, Shemaya, Nathanael và các anh em người Hasabia, Jehien và Yosabak là các quan trưởng của người Levi đều cấp cho người Levi 5.000 con chiên và 500 con bò để dùng về lễ vượt qua. Vậy, việc tế lễ đã sắp đạt rồi. Những thầy tế lễ đều đứng tại chỗ mình và người Lê Vi cứ theo ban thứ mình y theo mạng lệnh của vua. Người Lê Vi giết con sinh về lễ vượt qua và những thầy tế lễ nhận lấy huyết nơi tay chúng mà rải nó ra. Còn người Lê Vi thì lột da con sinh. Chúng để những của lễ thiêu riêng ra đặng phân phát cho dân sự theo thứ tự tông tộc của họ để dân cho Đức Giê-hô-va tùy theo điều đã chép trong sách của mô xe họ cũng làm như vậy về các con bò đực chúng theo lệ định mà quay thịt con sinh về lễ vượt qua còn những vật thánh thì nấu trong cái nồi cái vạc và cái chảo rồi hối hả đem phân phát cho cả dân sự kế sau chúng lo sắp sửa vật dùng cho mình và cho những thầy tế lễ vì những thầy tế lễ là con cháu A-rôn đều mắc việc dân của lễ thiêu và mở cho đến chiều tối vì vậy người lê sắm sửa vật dùng cho mình và cho những thầy tế lễ là con cháu của a những người ca hát là con cháu của a đều ở tại chỗ mình tùy theo lệ của david a sáp man và jeduthun đấng tiên kiến của vua đã định các người canh cửa đều ở tại mỗi cửa không cần rời khỏi việc mình vì anh em của họ là người Lê Vi, sắm sửa vật dùng cho họ. Nội ngày đó, các cuộc thờ phượng Đức Giê-hô-va đã sắp đặt rồi để giữ lễ vượt qua và dâng những của lễ thiêu trên bàn thờ của Đức Giê-hô-va tùy theo mạng lệnh của vua Yosia. Những người Israel có mặt tại đó đều giữ lễ vượt qua trong lúc ấy và giữ lễ bánh không men trong bảy ngày. Từ đời tiên tri Samuel, trong Israel Người ta không có giữ lễ vượt qua giống như vậy. Cũng chẳng có vua nào trong các vua Israel giữ lễ vượt qua giống như lễ vượt qua mà Josiah với những thầy tế lễ, người Levi, cả dân Judah và Israel có mặt tại đó và dân cư thành Jerusalem đã giữ. Người ta giữ lễ vượt qua này nhằm năm thứ 18 đời Josiah trị vì. Sau các việc ấy, khi Josiah đã sửa sang đền thờ rồi, thì Neco, vua Egypto, đi lên hãm đánh cạc Kemit trên bờ sông Euphrates. Josiah kéo ra đón người. Neco sai sứ đến nói với người rằng, Hỡi vua Juda, ta với ngươi có điều gì chăng? Ngày nay ta chẳng đến đằng hãm đánh ngươi đâu, nhưng ta ra đánh nhà thù nghịch nước ta. Đức Chúa Trời đã phán biểu ta khá vội vàng. Vậy hãy thôi, chớ chống cự Đức Chúa Trời là đấng ở cùng ta, e ngài hủy diệt ngươi chăng? Dầu vậy, Yosia chẳng khứng thối lại, chẳng chịu nghe lời Đức Chúa Trời cậy nê cô mà phán ra, nhưng lại ăn mặc giả dạng, đặng đối địch cùng người, bèn đến đánh giặc tại trũng Megiddo. Các lính cầm cung bắn nhầm vua Yosia. Vua nói với đầy tớ mình rằng, hãy đem ta khỏi đây vì ta bị thương nặng. Các đầy tớ người đem người khỏi xe, để người trong một cái xe thứ nhì mà người có sẵn rồi đem người về Jerusalem. Người thác được chôn tại trong mồ mã của tổ phụ người. Cả Judah và Jerusalem đều thương khóc người. Jeremy đặt bài ai ca về Yosia, lại các kẻ ca sướng nam và nữ hãy còn hát về Yosia trong bài ai ca của mình cho đến ngày nay. Người ta lập điều đó như một thường lệ trong Israel. Kìa, các chuyện ấy đã chép trong sách Aika. Các công việc khác của Yosia, những việc thiện người làm cứ theo điều đã chép trong sách luật pháp của Đức Giê-hô-va và các sự người từ đầu đến cuối kìa đã ghi chép trong sách các vua Israel và Judah. Chương 36. Dân sự của xứ bèn lập yo -a -cha, con trai Yosia làm vua thay vì cha người tại Jerusalem. Acha được 23 tuổi khi lên ngôi làm vua và cai trị 3 tháng tại Jerusalem. Vua Egypto trút ngôi người tại Jerusalem và bắt vả xứ 100 ta lân bạc và một ta lân vàng. Đoạn, vua Egypto lập Eliakim, em Yoacha, làm vua của Juda và Jerusalem và đổi tên người ra là Jehoiakim. Nico bắt Yoacha, anh của Jehoiakim, đem người về xứ Ai Cập. Kim được 25 tuổi khi người lên ngôi làm vua. Người cai trị 11 năm tại Jerusalem và làm điều ác trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người. Nebuchadnezzar, vua Babylon, đi lên hãm đánh người, xiên người lại và dẫn người qua Babylon. Nebuchadnezzar cũng đoạt lấy đem về Babylon những khí dụng của đền Đức Giê-hô-va rồi để vào trong miễu người tại Babylon các công việc khác của Giê-hô-gia-kim, những sự gớm ghiếc người đã làm và sự đã tìm được trong lòng người, thảy đều chép trong sách các vua Israel và Juda. kim con trai người, cai trị thế cho người. Giê-hô-gia-kim được 18 tuổi khi người lên ngôi làm vua và cai trị 3 tháng 10 ngày tại Jerusalem. Người làm điều ác tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Sang đầu năm, vua Nebuchadnezzar sai bắt người dẫn về Babylon cùng đoạt lấy đem về các vật tốt đẹp của đền Đức Giê-hô-va rồi lập sê kia em người làm vua giu và Giê-ru-sa-lem. sê kia được 21 tuổi khi người lên ngôi làm vua và cai trị 11 năm tại Giê-ru-sa-lem. Người làm điều ác trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người không hạ mình xuống trước mặt Jeremy là đấng tiên tri, vân mạng Đức Giê-hô-va mà khuyên bảo người. Người cũng dấy lên, nghịch cùng vua Nebuchadnezzar, là vua đã buộc người chỉ Đức Chúa Trời mà thề. Xong người lại cứng cổ rắn lòng, không khứng trở về cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Những thầy tế lễ cả và dân sự đều theo những sự gớm ghiếc của các dân ngoại bang mà phạm tội lỗi nhiều quá đổi làm cho ô uế đền của Đức Giê-hô-va mà Ngài đã biệt riêng ra thánh tại Giê-ru-sa-lem. Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng, vì có lòng thương xót dân sự và đền của Ngài, nên hằng sai sứ giả đến cùng chúng. Nhưng chúng nhạo báng sứ giả của Đức Chúa Trời, khinh bỉ các lời phán Ngài, cười nhạo những tiên tri của Ngài, cho đến đổi cơn thành nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng dân sự Ngài, chẳng còn phương chữa được. Vì vậy, Đức Chúa Trời khiến vua dân canh đê lên hãm đánh chúng. Người dùng gươm giết những trai trẻ của chúng tại đền thánh họ. Người chẳng thương xót đến, hoặc trai trẻ, nữ đồng trinh, già cả hay là kẻ đầu bạc. Ngài phó hết thảy vào tay của vua canh đê. Các khí dụng nhỏ và lớn của đền Đức Chúa Trời, các bửu vật của đền Đức Giê-hô-va, các bửu vật của vua và của các quan trưởng vua, cả thảy đều bị đem qua Babylon chúng đốt đền Đức Chúa Trời, đánh đổ vách thành Jerusalem, lấy lửa đốt các cung điện và phá hủy các khí dụng tốt đẹp của nó. Phàm ai thoát khỏi gươm thì người bắt đem qua Babylon. Chúng làm tôi mọi cho người và cho con trai người cho đến đời nước Pharaoh hưng khởi để cho ứng nghiệm lời của Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Jeremy mà phán ra, tức cho đến khi xứ được hưởng các năm sa bát của nó vì trọn lúc xứ bị bỏ hoang thì dường như giữ sa bát cho đến khi mãn hạn 70 năm. Năm thứ nhất đời Siru, vua Phareser trị vì Đức Giê-hô-va muốn làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã kệ miệng Jeremy mà phán ra. Bèn cảm động lòng Siru, vua Phareser, rao truyền trong khắp nước mình và cũng ra chiếu chỉ mà rằng Siru, vua Phareser nói như vậy. Jehovah Đức Chúa Trời đã ban cho ta các nước thế gian và biểu ta xây cất cho Ngài một cái đền ở tại Jerusalem trong xứ Juda. Trong các ngươi, phàm ai thuộc về dân sự Ngài, hãy trở lên Jerusalem, nguyện Jehovah Đức Chúa Trời của người ấy ở cùng người.